There are people listening from every corner of this planet. No knowledge has been dispersed so beautifully, so balanced across the planet, on this planet ever, maybe in the universe. You have the full potential of achieving everything in the universe. There is no need and there is no reason for man not to achieve. So, wherever you are, the way I taught you to make the coils double coil inside, you have continuous equal gravitational magnetic field. And if you put CO2 on it, and you put zinc on it, you have connected the emotion of the man to it on a stable condition. And you'll find out you become a very peaceful man. Here, instead of having galaxies and universes and creating collection magnetically, we have used the matter state gravitational magnetic field strength to dominate and dictate the shape of the plasma. The nano technology, the nanomaterial which you have collectively developed in different ways by caustic, by electric currents, by whatever, fire or whatever, has that advantage that the matter, the nano and the plasma is all the same. So connection is very solid, it's very strong. The power of the plasma technology, the way we have thought, is beyond imagination of the mind. Now you can create and control the plasma, which is the mother of the creation of the universe. You are given the seed of the essence of the creation. The foundation does not belong to no one and is not made of one anymore. You are developing it, you are structuring it, and from today, we will be still the same. We'll still develop the technology in different names, in different colors, in different nationalities, which they do not exist. It is beautiful when we see the Christian, the Muslims, the Jews, and every other belief are working together to build up systems. We have already become one faith. We already have become one nation and we already become one planet. You got to remember one thing. Dates is irrelevant. Today is the last day of the Christian calendar, or tomorrow is the beginning of another. One day is connected to another. We don't stop. We are working round the clock. The Keshe Foundation team is working irrespective of time, position, religion, country. And now we achieve what we set out for. The Keshe Foundation is extending an invitation to experienced farmers, agricultural specialists, and researchers to apply to the Foundation's private weekly agriculture teaching workshops. If you fall into one of these categories and are interested in plasma technology integration into agriculture, you're invited to apply.
Scientists and agricultural practitioners at the Keshe Foundation continually develop and apply new methods of food and fiber production, soil fertility management, plant and livestock health management, and increased farm productivity using the most advanced plasma technology that is taught at the Keshe Foundation Spaceship Institute. In the teaching workshop, you'll learn the science of plasma technology and its applications in the field of agriculture for enhanced and equitable global food production while minimizing costs and external inputs. Practicing farmers and Keshe Foundation scientists will demonstrate their application of plasma technology in agriculture and the ensuing results of such applications, thus deepening and enriching learning for all participants in the private teachings. Participants are encouraged to demonstrate their farming practices in the teaching workshop. The private teachings are broadcast in English live over the internet through a secure private channel every Wednesday at 10 a.m. to 1 p.m. Central European Time. If necessary, you may bring a translator to the workshop. All applications are required to provide proof of their education and professional qualifications, must pass a security background check, and are required to sign the Keshe Foundation's World Peace Treaty, which can be found at the following web address. Translators that attend must also pass a security check and sign the World Peace Treaty. For details on how to join the private teachings in agriculture, send an email to agriculture@kfssi.org stating that you'd like to participate. Include in the email your education and agricultural experience and reasons for your interest in plasma technology. Applicants will be contacted with further instructions and details on the application process. The Keshe Foundation is extending an invitation to medical doctors of any practice and speciality to apply to the Foundation's private weekly medical teaching workshop. This includes medical doctors, dentists, and veterinarians. Scientists of the Keshe Foundation developed different types of plasma therapies and cures that utilize advanced non-invasive plasma technology. The weekly private medical teaching workshop educates doctors to the plasma science behind the therapies, along with the functionality and operation of revolutionary plasma medical devices. The goal of the private teachings is to add plasma health knowledge to the profound knowledge of medical doctors. The weekly class is broadcast live over the internet through a secure private channel every Wednesday from 2 to 5 p.m. Central European Time. Presently, the class is only offered in English. However, you are free to bring a translator to the class. If you can't participate in the live broadcast, you can watch them later at your convenience through a private internet portal. Every patient's case that is discussed in the workshop will be kept anonymous and private. This includes cataloged findings and data gained from the analysis of the patient's health issues. Any medical doctor in the world who wants to participate can do so by sending an email to doctors@spaceshipinstitute.org. In your email, please state your willingness to participate in the medical teaching workshop. If you're planning on bringing a translator to the workshop, please state this in your email as well. After we receive your email, we will contact you with the instructions on how to apply to the workshop. As a part of the application process, applicants who apply, including any translators brought into the workshop, will be required to sign the Keshe Foundation's World Peace Treaty, which can be found at the following web address. All applicants will be required to provide proof of their education and ability to practice medicine, and will also be required to pass an extensive security background check before they are granted access to the teaching workshop. Healthful plasma technology is here, now, the use of which is increasing exponentially on a day-to-day basis on every continent. We encourage you to come and learn about this revolutionary technology. Apply today.
Ok. Cảm ơn chị Mary. Xin chào các anh chị và quý vị. Đây bắt đầu buổi hội thảo công cộng lần 40. Bữa nay là Chủ nhật ngày 16 tháng 7 2017. Việt Nam là 2 giờ chiều, còn ở Cali là 12 giờ khuya Chủ nhật, còn ở New York là 3 giờ sáng. Chúng tôi sẽ bắt đầu buổi hội thảo công cộng lần 40. Xin bắt đầu chị Mai ơi. Xin chào tất cả anh Thịnh, Bác Chính, anh Ánh, chị Mary, có một người nữa, ai đây? Anh Ánh luôn, ok. Cảm ơn Quen, chào mọi người. Chưa gì đã kỳ 40, 40 là 10 tháng rồi, hơn 10 tháng rồi. Gần một năm. Ok. Có người ở Việt Nam học công nghệ CAS, người đó tên là Thịnh Trương. Quý vị có gì trao đổi hay muốn học hỏi về plasma, làm các món plasma có thể liên lạc với anh. Những thông báo như thường lệ, blog tiếng Việt công nghệ CAS ở cái trang web công nghệ CAS.blogspot.com, và hiện giờ có những cái clip mà có phụ đề tiếng Việt do bạn Trương Công Đức đã làm cái bản thảo trẻ em tìm kiếm kiến thức có từ kỳ 1 đến kỳ 9. 2 cho đến 9, 1 thì các bạn có thể vào cái website của KF Việt Nam International YouTube ấy, để xem. Còn kỳ 2 đến kỳ 9 các bạn có thể bấm vào các link này để xem cái bản thảo. À, nếu có ai có khả năng có thể chỉnh lời lời văn dùm để giúp cho cộng đồng. Chị Mê chờ chút ha. Nếu mà quen mà ở Việt Nam á, quen không có cho anh Thịnh nghỉ một giờ phút nào hết, Sao quen sẽ kéo anh Thịnh ra dạy 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 cho rồi, xong là ai mà hiểu được class mà quen cũng kéo ra hết để dạy class mà. Tại vì mấy người mà đã học class mà rồi là phải họ họ rất là biết nhiều để chia sẻ, thì họ sẽ không còn nghỉ ngơi an nhàn nữa được. Sao để muốn kéo nhân loại anh cho Cho tiến tới một cái thế giới tốt hơn tốt hả? hơn nhiều, Dẹp, chấm dứt hết mọi cái đau khổ. xiềng xích đau khổ. À, có hai loại lớp học, công cộng và khóa học riêng. Công cộng có bốn những cái buổi phát sóng công cộng như sau. Plasma tổng quát tìm kiếm kiến thức á, là vào ngày buổi thứ năm bằng tiếng Anh. Nông nghiệp, ở lớp nông nghiệp là vào thứ hai, một tháng hai lần. Rồi có cái buổi hội thảo để mà chia sẻ những cái tác dụng của plasma, những câu chuyện thành công của mọi người sử dụng, áp dụng thành công, họ đến họ chia sẻ với nhau. Rồi có cái lớp trao đổi các thí nghiệm, trong lúc đang làm thí nghiệm á, họ trao đổi về những cái gợi ý, ý kiến. À, cách thức thí nghiệm thế nào, họ chỉ những cái manh lưới cho nhau, cách thức thí nghiệm có kêu là cái react the group. Cái này là ngày thứ mấy, quên rồi anh, quên thứ Đó tư là ngày 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 thứ tư, thật thứ ra tư là tối thứ ba đó. tối thứ ba là sáng thứ tư khuya. À, rồi còn các khóa học riêng thì gồm có lớp plasma tổng quát cho trẻ em và người lớn. Hiện giờ thì tạm ngưng hết rồi, tại do lo cái sự kiện là kế hoạch hòa bình thế giới nguyên tháng này. Thành ra các lớp học riêng không có tiếp tục trong tháng này, ngoại trừ những cái lớp đặc biệt như là lớp cho bác sĩ, lớp y khoa, họ vẫn còn tiếp tục hàng tuần. Rồi lớp nông nghiệp cũng tiếp tục hàng tuần. Okay. Đây lớp trồng trọt plasma, đây là vào ngày Chủ nhật tuần tuần thứ nhì và thứ tư của tháng, 2 giờ khuya Cali, Cát Linh. Này là cái này thì hấp dẫn, ngồi nghe không cũng được, hoặc là kinh kinh nghiệm chia sẻ cũng được.
nói tiếng ngôn ngữ chính là bằng tiếng Anh, nhưng mà bất cứ tiếng gì cũng có thể vào chia sẻ được. Thấy mấy anh chị ở Âu Châu hay chia sẻ nhiều lắm, họ nói bằng tiếng Đức, tiếng Áo, rồi tiếng Ba Lan. Người trong cái khán giả, những người nghe cái họ biết được hai thứ tiếng á, họ có thể dịch giùm những người chia sẻ. Cái này xảy ra vào tuần thứ nhì, thứ hai tuần thứ nhì của mỗi tháng là 2 giờ khuya thứ ba Việt Nam. À, trở lại chút xíu, sẵn đây nói tí xíu. Kỳ rồi Mary không có, bận quá không có thời giờ nghe hết. Có quá nhiều hội thảo luôn để nghe. Mà nghe được chút xíu đây, trong đây có một kinh nghiệm hay hay là có một cái con chó này nó bị cái ung thư, bị bệnh gì nhiếp hậu tuyến á, mà bác sĩ chê rồi mà dùng, cái anh này anh dùng plasma đó trong như trong vài tuần, một hai tháng, nhưng mà nó hết luôn, nó trở lại, nó đi đứng như bình thường, là bác sĩ như là bó tay á, định cho nó đi ngủ luôn á, giấc ngủ ngàn thu. Thấy kinh nghiệm đó hay. Ok, kế tiếp. Đây là cái nhóm. Hả? Chị Mary à? Hả? Mà mạnh khỏe nữa. Cái gì anh Quy? Con chó nó sống mà mạnh khỏe chứ không phải là... Rồi. Nhóm nghiên cứu loại phản ứng cái reactor group của anh Rick Kramman xảy ra thứ ba hàng tuần là 12 giờ khuya Việt Nam. Người to cả ly. Ok. Đây có mấy cái link. Đây là cái Zoom nè, chú gì vào. Cái dàn bài này cứ mỗi hội thảo là thông thường Mary đưa lên trong cái Facebook á, quý vị vào đó mở ra bấm tất cả các link. Hình như cái plasma group này là được 4 năm rồi đó. 4 năm rồi. Okay. Yeah. Anh Rick Kramman ảnh là người Canada. Ngày nhớ mà cái website của Việt Nam. Còn cái này là website trang Bách Khoa Từ Điển của nhóm của công nghệ, nhóm của KF á, nhóm chánh. Hiện giờ chỉ có đang có tiếng Anh thôi, chưa có mấy tiếng khác. Cái website của người Việt Nam mình phải nên cắt ra từ chút đó, mấy cái điểm chánh đó rất là hay. Điều đó chỉ có không có cần dò hết mấy tiếng đồng hồ, chỉ mấy phút đồng hồ mình sẽ có. Thí dụ như cái này nè, đã có mấy cái tab cũng đơn giản. Quý vị nào mà mới, các bạn nào mà mới lên YouTube nghe lại cái buổi hội thảo hôm nay đó, có thể vào xem. Có cả hai thứ tiếng, tiếng Anh và tiếng Việt. Ví dụ các bạn muốn xem tiếng Việt thì bấm vào tiếng Việt. Có từng cái đề mục ở đây. Thì nếu mà mới hữu dụng nhất á, là cái dụng cụ nè. Trang này á, Thịnh có đưa lên tất cả những cái hình, các bạn có thể xem mỗi dụng cụ. Và ở đây có tóm tắt nữa, để làm gì nữa. Đây là cái trang cũng giúp cho mình tiết kiệm được, có nhìn tổng quát về các dụng cụ dùng làm thí nghiệm. Và gần đây thì có cái những cái từng cái giải pháp cho từng loại bệnh nè, cũng rất là gọn. Cái này sẽ giúp cho các bạn tiết kiệm được nhiều thời giờ. Bên đây thì có là copy từ cái phần tiếng Anh qua tiếng Việt. Rồi Mary mới rảnh, nếu rảnh từng tuần mới dịch từng một. Cho nên các bạn vào đây các bạn sẽ thấy là mấy cái phần đầu á, bắt đầu có qua tiếng Việt rồi. Được 1, 2, 3, 4, hôm nay làm cái này. Năm, các bạn thấy vẫn còn tiếng Anh là tại vì chưa có dịch tới ra. Các bạn sẽ thấy nếu mới đầu vô thấy sao hơi lạ, phần trước phần nửa trên là tiếng Việt, còn mấy clip dưới trang ở dưới lại là tiếng Anh, là tại vì chưa có đủ người đó. Mary có một mình làm từ từ. Mary thêm một chút xíu nữa, tại hiện bây giờ YouTube có thể ngăn chặn lại hay là lấy mấy cái hình YouTube ra đó của plasma technology, công nghệ test, tại vì hiện giờ có vấn đề với họ không có muốn mình đưa mấy cái clip này lên trên YouTube. Nếu mà ai mà có cơ hội, nếu mà thấy mấy cái YouTube gì mà
hay đó, nên download về ha. À, trước đó rồi để dành trước, rồi tại vì có nhiều khi nó sẽ shut down đó, thầy test cho nói, nhưng mà có nhiều người đã viết thơ lên. Nếu mà ai mà muốn viết thơ lên trên YouTube, nói đừng có ngăn chặn cái này, tại vì cái này là kỹ nghệ của nhân loại chứ không phải là chỉ riêng của Cast Foundation. À, nếu mà tại vì mình muốn tại vì nó diện cớ đó để nó ngăn cản cái chương trình của Phasma của thầy Cast, bởi vì nó không muốn cho mình nghe mấy cái video clip này. Mình bị rồi, có hai cái clip của anh Sandor đó đưa lên, cắt ra từ cái ngày dạng, mấy cái buổi dạy công cộng của thầy Cass trong tuần này á, vừa bấm vô cái YouTube nói là nó warning, nó cảnh cáo mình là đừng có vào cái link này có những cái thông tin á, có thể là nguy hiểm, kêu là malicious, đừng mở ra. Nhưng mà nếu mà Facebook mình thấy, cũng vậy nữa. Giờ mình thấy nhưng cái mà gì hay vẫn mở ra. Giờ mình thấy cái gì hay thì mình download về trước, nếu mà có cái storage, có cái ổ cứng đó, để save lại ha. Ok. Chị mình chỉ ngừa trước thôi. Ok, anh Quen có muốn nói gì trước không hay là ok, bây giờ mình sẽ vô cái chánh của cái buổi hội thảo công cộng này. Tại vì đây là cái món quà mà thầy Cass đã cho mình bữa ngày thứ tư 12 tây tháng 7 2017, đó là ngày 8 của cái buổi Blueprints for Peace and Humanity. Thầy Cass ra một cái để thay đổi tất cả về plasma physics, plasma vật lý đó. Thầy ra một cái công thức của neutron, u proton, u electron có nghĩa là gì? Mình sẽ bắt đầu chị Mary chứ mới đã có subtitle rồi bằng tiếng Anh, nhưng mà phải vô trong bằng tiếng Việt, tại vì tiếng Việt nó không được chính xác, phải sửa đổi lại. Mới xong đây thôi, chị Mary mới xong, cho bây giờ mình sẽ play cái clip đó, chỉ có 6 phút mấy thôi, mà mình sẽ cắt nghĩa là từ chi tiết để mình hiểu rộng cái plasma là gì, của thầy Cass đã cho nhân loại. Nếu mà ai mà có muốn vô nữa đó học đó, là bữa thứ tư, sáng thứ tư, chiều thứ tư theo giờ của bên Ý đó, AM là PM. Sáng thứ tư là hay lắm, có 2 tiếng mấy thôi, rồi chiều thứ tư nữa, rồi xong rồi Knowledge Seeker Workshop bữa thứ năm, rồi xong rồi bữa thứ sáu. Cái ngày thứ sáu mà buổi sáng thầy Cass lên được 1 tiếng mấy thôi, rồi xong thầy Cass nghỉ. Thầy Cass nói thầy Cass sẽ không dạy nữa, nếu để ông thế ông ngồi ông suy nghĩ lại, có thể ông ra bữa thứ hai này nè, là ngày mai đó, nhưng mà bữa sáng đó là thầy Cass bắt đầu nghỉ luôn, chỉ có những người đã Knowledge Seeker Workshop, những học trò của thầy Cass, như Rick Kramer, như mấy anh chị thì ngồi lại kiểm điểm lại coi mình làm cái gì. Thầy Cass nói thầy dạy nhiều quá rồi, nhưng mà con người nó vẫn có những cái abuse, cái lạm dụng cái không thích ra dạy, không thích thầy Cass bị đủ thứ trò, bị người ta ám sát, bị gia đình bị thuốc, bị vợ bị thuốc, con bị thuốc, nhưng mà nhân loại vẫn đứng yên chỗ. Thì thầy Cass nói thôi bây giờ ông sẽ nghỉ. Thì lúc buổi sáng đó là ông nghỉ, rồi bắt đầu học trò của thầy Cass ra nói
nói buổi sáng hết 3 tiếng đồng hồ, rồi xong buổi chiều cũng hết 3 tiếng đồng hồ luôn. Để coi coi mình, mỗi người mình có thể làm cái việc gì cho nhân loại mình để tiến tới hòa bình. Thì bây giờ mình không có nói về cái đó nữa, nhưng mà mình nói cái gì mà thầy Cass đã cho mình học về plasma. Thầy Cass nói là sẽ thay đổi những cái quyển sách về plasma physics, về plasma vật lý đó. Tại vì nó sẽ thay đổi nhiều lắm. Nó khi mà mình biết đây rồi, mình sẽ hiểu thêm nữa cái vật lý nó là gì ha. Thôi bây giờ bắt đầu mình bắt đầu đi chị Mary, rồi mình nó có subtitle bằng tiếng Anh tiếng Việt luôn. Rồi xong rồi tất cả mình sẽ phân tích ra. Nếu mà mình phân tích mình không hiểu được thì mình sẽ dịch lại, nghe lại một lần nữa. Tại vì tụi này nghe quen nghe gần như 10 lần rồi mà chưa hiểu rõ nó như thế nào. Thì mình sẽ nhờ với nhau, mình chia sẻ với nhau rồi mình hiểu rõ thêm nữa. Ok, chị Mary. Có một cái trục trặc nhỏ là vừa làm subtitle xong ở trong amara.org đó, bấm publish xuất bản mà nó không có nhập vô YouTube được. Không biết là tại vì nhiều anh chị làm nhiều thứ tiếng quá nó vô không được hay sao, bị trục trặc hoài. Thành ra phải nghĩ ra cách là phải play trong cái nhiều liệu, cái software riêng trong máy computer anh quen ơi, YouTube nó ra không có ra được subtitle. Ok. Nhưng mà có cái này ra cũng bù qua được. Mình miễn mình dùng hết dụng cụ, nếu mình miễn làm sao mà các anh chị với quý vị hiểu được là thôi ạ. Cái gì mình xem sơ qua cái subtitle này, nó nằm ở dưới, nó màu trắng, chữ hơi nhỏ chút xíu. Các bạn xem có được hay không nha, nếu không được nói Mary biết. Để bắt đầu mình play ha. Đây là thầy Cass đang vẽ trên bảng và giải thích cái sự phân chia của cái hạt neutron á, mà chia ra thành hạt điện tử electron với lại cái hạt nhân là proton, mà chia như thế nào. Hồi đó giờ chỉ thế giới vật lý mà truyền thống á, không biết họ chỉ nói là chia ra thôi, phân chia thành proton neutron, mà chia như thế nào, từ cái chỗ nào được ra, chúng ta sẽ bắt đầu xem nha. Quý vị xem subtitle, còn bạn nào nghe tiếng Anh được thì cứ nghe thẳng tiếng Anh, tập trung tiếng Anh, còn nếu không thì có phụ đề tiếng Việt ở dưới. Chờ khoảng chừng 4-5 giây mới vô cái tiếng nói. What I have explained is that the process of the division of the neutron for the first time was made. That is center of neutron itself. À, cái gì anh quên? Cái video chưa thấy. Anh quên không thấy video hả? Không thấy. Chị phải share cái video mới được. Chị phải share, phải share screen chị Mary ơi. Ok, stop. And then... Share screen. Share screen. Sorry, chờ chút xíu nha. Video right here. Chúng ta đã chờ được mà. Giờ thấy chưa? Thấy rồi, giờ thấy rồi. À, lại cái screen khác. Ok, làm lại. Tắt đèn, làm lại. Mở sân khấu lại. Chờ thêm vài giây nữa. What I have explained is that the process of the division of the neutron for the first time we can explain, that is the center of the neutron itself. As you look at the structure of the cores, rotating cores, which they have a center and the fields, and then you have the matter states or the gas state. As by rotation you create a center, the way we have seen and we explained in the structure of the soul of the man, the brain of the man. Now we understand the center of the neutron is the same and he has a center, where by the change of the fields in his environment, then the center divides and the balance of the energy, what is left here, becomes the proton, and what is in the center is electron, with a higher power that it can carry on with its random motion. In fact, if we look, we understand the whole three are the same. In the life of the man, when
the blood circulation which is surrounding the brain of the man changes through the misfunctioning or stoppage of the heart. The environment changes and forces the release of the soul into new dimension. So, the creation of the soul and the division, or the not the creation, the release of the soul from the sensible structure of the physicality of the man. The same way as a neutron division, which is electron and proton, is exactly the same. And then, as I explained, if you remember, some of us who did the test, creating deliberately a center core, a second core and a third core, or we had a center core created in the middle, we have found some of our cores have disappeared, or we have lost them, we cannot find them. They have gone through the same process, where the field forces in the surrounding has forced the trajectory process. So, in all three, the creation of the release of the soul of man, and the division of the neutron, or in the same as with the cores, where we see the release of the inner core, is all the same, how we understand. But now, once we understood this, and we can elevate the knowledge of the man, we can dictate on the direction of this trajectory, or on the direction of the release of what you call the electron. This gives man a new dimension in the world of physics, a new understanding, and this will be written in the books of physics as a new chapter, going further into the structure of the material, going further in the structure of the plasma technology. As I said, plasma technology is the next step after atomic and nuclear. Now, we spoke with the fields, now we have to speak. When we say nuclear, it means we deal with the nucleus. Now we are going inside the nucleus. And we have parallels so we can relate one to another. We can go from macro to micro, we can go from the brain of the man into the neutron structure and a man-made system which confirms and complies with the same rules and regulations in this space. This is what, as I said, will shock the world of nuclear physics. For the first time, not only we say, neutron is a plasma, electron is a plasma, proton is a plasma. We can show the birth of proton and electron. We can show how and where they are. In fact, it's the center itself, which due to the change in the surrounding, in the strength, gets released. And as it's released, trying to find a new balance, it creates a new life for itself. And this comes back to be the same. That's why we see not much change in the size of the electron, proton and neutron. Because it's the center which has changed, and now this in rotation and the forces from this have to create a second process. And this will go on. It's the same as the creation of life on this planet and the universe. But if we understand and we can use, dictate the direction of the flow of the release of even our own spaceship, within the plasma which we created, where we make our craft to be the center with the massive field forces around it and dictating the release direction, we can travel the spans of universe beyond the imagination of the mind. And this is where we are going to. But at the same time, once we understand this, it opens a new era in the world of the peace. With this, we can release so much energy that no weapon, present weapon made by man, will be able to stand the energy release at this level, be it electron or proton. So, if I change my jacket doesn't disappear, it becomes a jacket of an aircraft carrier. The central depletes all energy from every element. Now you understand. We said, when we put an item in our mouth, the minute enters the mouth of the man, because of the GANS condition of the body of man, it starts behaving as a GANS and not as matter. Okay, hiểu. Tất cả chúng ta hiểu hết những gì thầy Cass nói không vậy? Thì mê để
để lại cái hình chót chị Mary khoảng 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 ngay gần chót á, để có cái hình đó rồi mình diễn tả thêm. Bây giờ theo mình hiểu đó, nếu mà coi lại mấy cái clip trước á, cái neutron này nè nó có cái energy nữa, nó kêu là energy á, cái năng lực á, nó phát ra năng lực nữa. Nhưng mà cái core, cái trong này là cái trong cái chánh á, mà nó nhiều quá đi, nó tới một cái giai đoạn nào đó nó sẽ tách ra đó, mà nó tách ra nó sẽ bắn ra, mà nó bắn ra là electron. Đó là cái hiểu mới. Mà cái electron này rồi xong rồi nó là cũng là cái soul luôn đó, cái linh hồn đó. Hồi đó Mary tưởng là khi mà đọc trong cuốn sách đầu tiên của thầy Cass á, nói rằng là neutron nó sẽ tách ra thành proton với lại electron á, tưởng là nó tách ra làm hai giống như tế bào mà đó mình học ở trong sinh vật học á, sinh học ở trong trường á, làm thí nghiệm mấy tế bào mà cái điện vi thấy một cái tế bào cái nó phân chia làm hai á, đều với nhau đó, nó tách ra mỗi cái đều có cái nhân á, nhưng mà cái này hoàn toàn khác, nó không phải là nó chia đều hai ra, mà là nó từ trong cái trung tâm của cái neutron, cái lực, cái sức trường của nó phát ra quá mạnh nên nó dồn mạnh, nó sẽ bắn ra. Thì nó bắn ra nó là cái điện tử. Xưa nay thì mình không có biết là cái sức mạnh giữa điện tử với lại cái hạt nhân, tức là proton với lại electron đó, cái nào mạnh hơn, cái nào yếu hơn. Nhưng mà thầy Cass mới tiết lộ rằng á, cái proton này đó, hạt nhân này tuy là nó to hơn cái điện tử, nhưng mà cái sức mạnh của nó yếu, nó không có bằng như là cái hạt điện tử. Bởi vì trong đây nó dồn từ cái neutron này đó, nó ngay cái trung tâm, nó trường của nó rất là mạnh, cho nên nó bung ra bao nhiêu cái mạnh nhất là nằm trong lõi á, nó bắn ra ngoài đây. Thì ở đây bởi vì nó bắn cho nên cái sức mạnh của nó vẫn còn cái trớn, nó đi tiếp tục, rồi nó cứ chạy tung tóe, chạy không có theo đường thẳng, khi là chạy mà không có cái sự trật tự đó, và nó có thu hút vô trong cái, tại vì nó có liên quan với nhau, thu hút với cái trường này nó chạy chung quanh cái hạt nhân này. Còn cái hạt nhân này đó, là cái proton này đó, nó kích thước của nó không có khác gì hơn với lại cái neutron mẹ này, nó chỉ khác có tí xíu thôi, bởi vì cái mất mát của cái kích cỡ mà bị mất mát á, chỉ là một cái hạt lõi nhỏ trong đây mà nó trở thành hạt điện tử electron này mà thôi. Cho nên cái trường này là những cái trường yếu, nó to xác như vậy, nhưng mà cái quy lực của nó không bằng của electron. Rồi, ok, go ahead chị nói chứ. Rồi cái chu kỳ nó sẽ lặp lại cái tiếp nữa, khi cái hạt proton này á, theo thời gian, tùy theo cái môi trường xung quanh, có thể ngắn, có thể dài, có thể hàng triệu, triệu năm, không chừng, thì cái hạt nhân proton này đó, nó sẽ tương tác với cái trường xung quanh nữa, đến một mức độ nào đó mà nó dồn nén cái sức mạnh trường ở trong cái trung tâm này đó, cái nhân này nó sẽ bắt đầu nó tích tụ, nó thành một cái hạt nhỏ trong đây, khi mà cái áp suất nó lên cao quá, nó cũng sẽ bung ra, nó sẽ phóng một cái hạt điện tử ra nữa. Thành ra cái này á, như là thế hệ thứ hai, nó là một cái neutron bé, rồi nó dần dà nó hình thành trọn vẹn, nó thành cái neutron trưởng thành, cũng giống như neutron bên đây, thì nó cũng sẽ bắn một cái hạt điện tử ra nữa, và chu kỳ đó nó lại cứ tiếp tục. Đó, đây là một cái sự hiểu biết mới trong ngành vật lý plasma. Không biết còn mấy anh chị còn nhớ không? Chứ hồi năm rồi anh Thịnh dư quen anh Thịnh có làm cái reactor này nè, cái lò nguyên tử á.
cái reactor này anh Thịnh còn nhớ không, khi mình quay cái này nó nhanh quá, cái ở trong nó thành cái column hả anh Thịnh hả? À, đúng rồi anh quay, tại mình lúc đó cái máy mình còn yếu, nếu mà cái máy thì mình phải mạnh hơn nữa chắc nó hút linh hồn, hút tùm lum hết trơn rồi. Yeah, mình khi mà mình làm á nó văng nước ra hả anh Thịnh hả? À, đúng rồi, quen nó văng nước ra nhưng mà nó không có bị bể gì hết trơn, nước nó đi ra ngoài đi ra siêu cái xanh luôn chứ không có bị bể gì hết trơn. Đúng rồi, hết chị. Cái bài học này mà ai đã có từng làm cái lò phản ứng hạt nhân cỡ như là của anh Thịnh mới nói đó, làm ra thành một cái, khi mà nó quay nhanh đến mức độ nào đó nó sẽ ra thành một cái, ở trong trung tâm đó, nó sẽ là một cái như là cái lỗ hở dài giống như một cái ống vậy đó, giống như cái đường ống, cái ruột á. Còn có người đúng điều kiện nó sẽ ra giống như một cái trái banh nhỏ hay là một cái bong bóng nhỏ ngay cái lõi của cái quả bóng. Nếu mà anh Quen có thể chia sẻ cái hình reactor của anh Rick Kramer mà thầy Cass biểu đưa lên cho anh ta xem đó, từ đó thì họ sẽ hiểu được tại sao mà cái electron, cái điện tử nó lại từ trung tâm nó bắn ra đó. Rồi mình kết hợp với lại cái kinh nghiệm mà của anh Peter lúc trước, không biết anh Thịnh còn nhớ không, anh Peter với anh Đức lệch mà anh quay cái trái banh mà hai lớp làm sao mà trái banh nó bên trong nó biến mất luôn á, biến mất mà nó văng qua, nó xuyên qua cái cửa, và cửa lúc đó đóng nữa, đóng lại chứ không có mở, xuyên qua tường luôn, tức là xuyên qua gỗ, qua tường luôn, nó mất luôn cái trái banh. Rồi cái khoảng mấy ngày sau anh mới tìm được, mà tìm được không phải là trong cái phòng thí nghiệm, mà tìm được hình như anh nào mà tìm được ngoài giường anh Quen, còn anh nào mà tìm được trong phòng kế bên. Anh Douglas thì tìm qua cái phòng kế bên, còn anh Peter thì anh ra ngoài luôn, nó mất luôn, nó đi luôn. Không tìm được luôn. Thì đó là giải thích cái nguyên lý là ở bên trong, khi mà cái môi trường của trường lực của plasma chung quanh cái lõi á, nó tác động lên đến mức mà ở bên trong á, cái lực nó lớn quá, nó sẽ hình thành một cái lõi tròn nhỏ mà nó sẽ bung ra, cũng giống như cái trái banh nhỏ bên trong á, quay khi mà quay cái gì là bao nhiêu vòng một phút á, cái là rotation per minute đó. Nó lên tới 12.000 lận. Còn lúc mà anh Thịnh làm ở ở bên Mỹ, Philadelphia đó, lúc đó mình lên được tới mấy em hả anh Thịnh hả? À, lúc đó mình không có cái máy đo, bây giờ mới có, nhưng mà chắc nó cũng chắc chưa đến 10.000 đâu, tại mình số ít nhất 10.000 mới được, mà có cái của mình chắc được 4-5.000. Có 5.000, nhưng mà khi mà mình dùng mình cầm cái fan á, nó shake dữ sợ, nó rung tới nỗi mà cái tay của mình nó giống như là rời khỏi luôn á. Không nhớ, nó hút vô nó làm tê tay luôn, tê tay mà nó rung động, nó shake á, nó shake dễ sợ luôn, thấy ghê luôn á chứ. Tại vì cái này là nhiều người họ không sẽ tin, tại vì mình khi mình làm hai trái banh, một trái banh ở trong, một trái banh ở ngoài, mà nước hai trái banh đều có nước ở trên, nhưng mà nước của banh ở trong nó đi mất tiêu ở trên, mà nước trái banh ở ngoài còn, mà không có bị lủng, trái banh trong không bị lủng gì hết hả, không có bị rỉ, bị chảy ra hết, không bị gì hết trơn, còn nguyên luôn chị. Ở ngoài á, trái banh ở ngoài còn nguyên luôn hả anh Thịnh hả? Còn nguyên luôn. Còn bên trong thì cái trái banh trong thì hết nước luôn. Hết nước. Hết nước. thấy ghê thiệt đó, chứ không phải. Mà lúc đó đâu có ai ngờ, đâu có ai nghĩ ra là cái trái banh đó mà nó văng từ trong ruột mà nó văng mất tiêu á. Mà khi mà lượm được, anh nào lượm được anh Quen nhớ. Anh Douglas. Anh đó là anh tìm được mà cái trái banh bên trong nó còn nguyên si, nó không bị gì hết trơn mà nó có thể xuyên qua cái cửa à. Yeah. Dạ. Hai anh chị em biết cần nhớ không, nếu mà mình bỏ cái DNA của mình vô trong đó mà tối với mình á, anh rất là xinh hơn á, anh có thể chớp mắt 3-4 giây, nhưng mà nếu mà anh xong cái đó nhưng mà anh trả lại
Cái cầu này nó trải qua 2-3 ngàn năm rồi. Hình như phải anh Đức là thông với anh Thịnh còn nhớ không, trong cái lớp học riêng đó là anh nói hay là trong public quên rồi hay là công cộng, anh nói anh thấy cái chế banh lên xuống vậy nè rất là chậm, mà vợ ảnh thì thấy nó đi nhanh, hay là ảnh thấy đi rất là nhanh mà vợ ảnh thấy nó chậm. Một người thì thấy rất là nhanh, người thấy chậm, mà ngộ không biết tại sao cái hiện tượng lạ mà không giải thích được. Mơ mốt nếu mà kiếm được cái clip đó nó nằm ở trong cái knowledge secret workshop á. Nhưng mà đâu có ai ngờ là cái hiện tượng mà chế banh nó bắn ra nó có liên quan tới cái vụ mà neutron này phân chia đâu. Thành ra tất cả vũ trụ này đều làm việc theo cùng một cái nguyên tắc. Không biết anh quen có nhớ cái phút nào mà cái chế banh reactor của anh Rick Kramer không? Mình có thể play chút xíu cho. Dạ, chờ chút ha, chờ chút. Anh quen kiếm đi, mẹ để Mary nói chuyện, nói chút xíu trong lúc. Rồi, để quen kiếm rồi xong rồi bắt đầu khác nữa. Thì khi mà thầy Cass nói vậy thì bác sĩ, không phải bác sĩ, Dr. Gatua là thạc sĩ, anh đó là thạc sĩ PhD, không biết PhD. Anh là người dạy về nông nghiệp á, có lên hỏi về câu hỏi thì thầy Cass nói rằng cái sự hiểu biết này có thể áp dụng trong nông nghiệp. Mary nghe tại ban đêm là nghe cũng khi nửa tỉnh nửa ngủ nghe tiếng mất tiếng còn, nhưng mà nghe xong rồi người suy nghĩ lại so sánh rằng cái trái cây của mình á, thật ra trái cây của mình trong cái hạt của trái cây thì cũng là một cái dạng của điện tử electron. Chung quanh cái trái cây là nó là photon. Cho nên trong cái hình này thì Cass nói là cái não bộ của con người mình, não mình thì có hai thùy phải không? Hai thùy là hai bên của não bộ chính giữa. Thì cái nơi chính giữa này thì Cass nói chính giữa đây là cái linh hồn, cái sức mạnh của linh hồn mình nằm ở đây nè. Thì đối với trái cây thì cũng vậy, cái hạt nhân bên ngoài là trái cây, bên trong là cái hộp của nó. Cái hộp nó là nó chứa đựng cái sức mạnh nhiều nhất, bao nhiêu dinh dưỡng này nọ kia đầy đủ để mà có thể nuôi cho một cái cây từ lúc nảy mầm cho đến lúc lớn lên, cho đến khi mà nó đủ lớn để mà nó hút những cái trường xung quanh không khí với lại rễ nó đủ lớn để mà nó hút dinh dưỡng ở dưới đất. Thì trong lúc chờ cho nó lớn ấy, lớn như vậy thì cái hạt của nó phải chứa đầy đủ chất dinh dưỡng trong một cái thời gian để mà đủ cho nó nuôi cái cây, trong cái cây con trong lúc giai đoạn ban đầu. Cho nên tính ra về cái chất lượng thì cái hạt của cái trái cây á, nó chứa một cái sức sống á, rất là nhiều, rất là mạnh. Thì nó chẳng khác gì cái electron. Electron nó có sức mạnh nhiều, bởi vậy nó mới chạy tung tăng chung quanh, trong khi cái phần còn lại này là những cái trường yếu hơn còn lại, thành ra nó là cái hạt nhân. Hạt nhân thì nó có cái tính ù lì hơn, tính là tiếng Anh kêu inertia, tính trơ cứng hơn, thành ra nó nằm ở chính giữa, nó không có di động gì cho mấy, nó có xu hướng là ù lì. Còn cái điện tử thì nó mang trong người nó rất là nhiều năng lượng, thành ra khi mà nó bị phóng ra nó còn cái trớn nó cứ tung tăng, nó chạy mãi cho đến không biết bao lâu, cho đến khi nào mà nó phân rã thôi, bao nhiêu triệu năm gì đó. Thì đó là cái nhìn vào tất cả từ nó rất hợp lý với lại cái thí nghiệm từ những cái trái banh, cái loại trái banh, cho tới cái hồn của con người chính giữa bộ não, cho đến cái hạt của trái cây. Tất cả đều diễn tiến ra cùng một cái chu trình, cùng một cái nguyên lý như vậy. Được hay. Rồi tìm được không Nguyên? Tìm được rồi chị Mary, chị bắt đầu lớp xe nha. Chờ chút. Rồi thầy Cass có nói là, không biết thầy Cass nói đến đâu, cái có người gọi, có người những người tìm kiếm kiến thức học trò đã gọi dò hỏi các câu hỏi về linh hồn và nỗi kia. Thì khách nói thêm một cái điểm này cũng thú vị là khi một người mà chết á, họ mở mắt ra một
một vài giây hay vài phút trước khi mà họ nhắm mắt lại, hay có người vuốt mắt họ, cái xác chết vuốt mắt họ mới nhắm. Chứ thật sự khi mà họ trút hơi thở cuối cùng, mắt họ mở chân chân nghe nè, trợn nghe nè, là tại vì cái đó là cái nơi mà nó phóng cái linh hồn mình ra đó. Thoát cái linh hồn ra cũng giống như là cái hạt neutron đó, mà phóng cái hạt điện tử electron ra. Ok anh Nguyễn. Ok ha, bắt đầu ha. Anh Nguyễn có thể ngừng tí xíu không? Go ahead. Tại vì cái bóng, cái sở dĩ thầy Cass kêu anh Rick đưa tìm cái video này của 9 tháng trước, cái kinh nghiệm này là anh Rick Kramer làm 9 tháng trước, mà nó rất có liên quan tới cái tiết lộ về cái neutron chia ra, nó bắn ra cái hạt điện tử ở cái điểm là cái thí nghiệm này đó, nó ra một cái hạt bong bóng nhỏ ngay trung tâm của cái quả bóng. Và cái lý do cái hạt bong bóng này nó nhỏ xíu là thầy Cass nói gì là tại anh Rick ảnh bỏ gan rất là ít. Nếu mà anh Rick bỏ gan nhiều hơn, cái hạt bong bóng nó sẽ to hơn, rõ hơn cho mình thấy. Thành ra các bạn xem cái video clip này, các bạn nhớ để ý cái hạt bong bóng nó nhỏ nha. Thì cái đó là nó tương đương với cái hạt electron mà sẽ bắn ra đó. Nhưng mà trong trường hợp của anh Rick Kamen chỉ là cái bong bóng thôi, chứ không có, chưa có đến độ bắn ra như là anh Douglas. Okay. It's a little hard to see, but you can see in the very center the little knoll there. Can you hear me, Mr. Fish? Yes, I can. I can see you. Okay. What are you trying to show us, please? There's a tiny little bubble in the center of this rotating sphere. This is from Jack Hanlick, one of the students in the KFSSI. You see it stopped there. There's a tiny bubble in the very center of the rotating sphere. Is that the concept that you're after? I have another Perfect. Video. I have another yes, video please. That's better, perhaps. Let me... Please. And show the one that I put together today, actually. Thì anh nói đây có nó có cái hộp không? Bên trong cái hạt. This is a plasma cookery class. I'll show you what I made earlier. Okay, this one's a little longer, it's a few minutes, but you can interrupt if you like, or I'll just continue to play it. Let me make it a little larger so we can see it better. And, okay. So let me just set it up a bit here. This is a sphere set up on a lathe, actually, and I can control the speed of the lathe. And the sphere is full of GANS water with a tiny bit of CO2 GANS material in there, very little. It's mainly just the GANS water, plasma water. And you'll see a tiny a bubble here, and that's what subject of this video is. So watch for the tiny bubble in the middle. Thank you.
That is a perfect, perfect what we see. Because you have very little GANs, this is the problem. Because you have a very little GANs, you have a little bottom. You can stop it now if you want. If you would have increased the amount of GANs in it, the bubble would have been bigger, because now the fields of the GANs will pull it apart. If you look at the videos, if you can find them, where there was more GANs in the system, the bubble in the center becomes much bigger. But cũng như thầy Cash nói, nếu mà bỏ GAN nhiều đó vô đó nữa thì cái trái banh đó, cái bubble này nè, cái bóng này nó sẽ lớn hơn nữa. Ok, chị Mary, trở lại cái hình của chị nha. Oh, ok. Rồi mình sẽ thảo luận thêm nữa. Tại vì cái này á, thầy Cash muốn chia sẻ cho nhân loại mình, tất cả ai đều biết cái căn bản, thì mình muốn giúp người Việt của mình. Tại người Việt của mình cũng phải theo kịp với Âu Châu, với Mỹ Châu, với tất cả hết. Để cho mình hòa bình với nhau mà, đồng kiến thức hết. Chứ không phải người nào kém hay người kia hơn, để hơn thua với nhau. Bây giờ sẽ mở cái thảo luận công cộng cho tất cả. Ai mà cắt nghĩa được cái sự hiểu biết của mình theo cái kiểu mà thầy Cash dạy thì ai muốn chia sẻ không? Bây giờ thì đây là cơ hội mà để mình chia sẻ với nhau, để mình hiểu rõ như sao, để mai mốt mình dạy với nhau đó mà. Chứ không phải là so sánh gì đâu ha. Giờ nếu mà có ai mà có muốn thảo luận thì go ahead, thank you. Cảm ơn nha. Chia sẻ với nhau. Dạ, có bạn nào, quý vị nào mà đã có xem cái bài giảng này của thầy Cash và hiểu được theo cái hiểu biết của mình đó, thì có thể chia sẻ. Bởi vì thầy Cash giảng cái khúc này khoảng chừng khi bài vẽ trên đây khoảng chừng 15 phút thôi. Có 2 ngày lặp lại cũng tương tự ý tưởng. Kể cỡ cho nửa tiếng hồ đi mà ôi mấy người học bàn luận với nhau cả 2-3 tiếng đồng hồ luôn. Mà họ đưa ra nhiều khía cạnh. Từ cái khúc này là họ hiểu rõ, đi xem những người bàn thảo nhau á, từ khúc này thì các giải đó họ tiếp thu rất là rõ ràng, là từ cái khúc, từ cái neutron là mẹ nè, rồi cái hạt điện tử electron á, là cái hạt con bắn ra đây nè, thì họ hiểu rõ ha. Rồi cái phần còn lại kêu là cái vỏ đó, mà trong cái clip này có chỗ mà thì các kêu là cái jacket, như cái áo vậy đó. Cái này thì nó ra biến ra thành cái proton này, cái kích cỡ tương đương á, thì mọi người cũng rất là hiểu rõ luôn. Và chị nói ngược lại vậy đó. Sao okay. Tôi hết cái nền thanh tịnh, tôi hết. Chị nói cái ngược lại, cái chính giữa là cái proton nó tách ra, thì cái còn lại là cái electron. Hồi nãy em nghe thấy lại cái không phải là cái trong đó nó tung ra nó thành cái electron. Nãy Thịnh nghe là cái nhỏ này là ra thành proton hả? Đúng rồi, cái trên á. Cái trên này đó là proton. Đúng rồi, cái chính giữa nó ra đi ra thành cái proton. Còn cái môn còn lại thành electron. Theo thầy Cash thì cái chính giữa này mới ra là electron. Giờ mình nghe lại nha, play lại nha, để xem có đúng hay không nha. Trời, khúc nào đây? Chứ nghe lại là chứ nghe có 6 phút mấy à? No, the center of the new. Nghe lại từ đầu anh quen cho rõ luôn ha. Nghe lại đi, tại vì một lần không hiểu nổi đâu. Ok. Bởi vì mấy anh chị với bạn thảo 3 tiếng đồng hồ. Tại cái giải khoảng 15 phút thôi. Okay. What I have explained is that the process of the division of the neutron for the first time we can explain. That is,
the center of neutron itself, as you look at the structure of the cores, rotating cores, which they have a center, the fields, and then you have the matter states or the gans state. As by rotation you create a center, the way we have seen and we explained in the structure of the soul of the man, the brain of the man. Now we understand the center of the neutron is the same and he has a center, where by the change of the fields in his environment, then the center divides and the balance of the energy, what is left here, becomes the photon. So the balance of energy, what is left here, becomes the proton. Ah. Right, get it. And what is in the center is electron. With the center, become electron. Và chỗ này hay là Thịnh nghe chỗ nào khác? Chỗ này thì rõ ràng nói là ngay trung tâm ra là electron đó, là ra là điện tử đó. Tại vì ông nói và ông vẽ hai cái khác nhau ở trên. Ông vẽ hai khác nhau hả? Để coi tiếp rồi coi có khúc nào khác nữa ha. Okay. That it can carry on with this random motion. In fact, if we look, we understand the whole three are the same. In the life of the man, when the blood circulation, which is surrounding the brain of the man, changes through the dysfunctioning or stoppage of the heart, the environment changes and forces the release of the soul into a new dimension. So, the creation of the soul and the division, or the, not the creation, the release of the soul from the central structure of the physicality of the man. The same way as a neutron division, which is the electron and photon, is exactly the same. And then, as I explained, if you remember, some of us who did the test, creating deliberately a center core, a second core, and a third core, or if we had the center core created in the middle, we have found some of our cores have disappeared, or we have lost them, we cannot find them. They have gone through the same process, where the field forces in the surrounding has forced the trajectory process. So, in all three, the creation of the release of the soul of man, and the division of the neutron, or in the same as with the cores, where we see the release of the inner core, is all the same, how we understand. But now, once we understood this, and we can elevate the knowledge of the man, we can dictate on the direction of this trajectory, or on the direction of the release of what you call the electron. This gives man a new dimension in the world of physics, a new understanding, and this will be written in the books of physics as a new chapter, going further into the structure of the material, going further in the structure of the plasma technology. As I said, plasma technology is the next step after atomic and nuclear. Now, we spoke with the fields, now we have to speak. When we say nuclear, it means we deal with the nucleus. Now we are going inside the nucleus, and we have parallels so we can relate one to another. We can go from macro to micro, we can go from the brain of the man into the neutron structure, and a man-made system which confirms and complies with the same rules and regulations in this space. This is what, as I said, will shock the world of nuclear physics. For the first time, not only we say neutron is a plasma, electron is a plasma, proton is a plasma, we can show the birth of proton and electron, we can show how and where they are. In fact, it's the center itself, which, due to the change in the surrounding, in the strength, gets released. And in its release, trying to find a new balance, it creates a new life for itself. And this goes back to be the same. That's why we see not much change in the size of the electron, proton and neutron. There it is. Because it's the same, it has changed. And now this in rotation. Phải không? Phải tỉnh nghe chỗ này phải không? Nhưng mà cái nhỏ là cái photon chứ phải cái electron. Ông lộn quá Thịnh ơi. He made a mistake. He said sorry. He said sorry. Để phải play lại. Yeah, he said sorry Thịnh ơi.
No, that's correct, because the conventional science is backward. It's the Illuminati style. Vậy là conventional science là không giống như là mới. Yeah, that, he said sorry, chắc ổng lúc đó ổng đang nghĩ theo conventional science đó. It's back to be the same. Not much change. Cái conventional science nó nói cái proton và cái electron á, nó phải communicate ngược lại. Đáng lẽ cái proton you're supposed to call that, mà phải kêu là electron mới đúng, mà cái electron mới là cái proton mới đúng. Mà kêu ông Cash, ông gì cái plasma, ông nói đúng theo cái lý thuyết. Cái nhỏ đúng là cái proton, cái bự là cái electron. Cái nhỏ, cái gì? One more time. Cái nhỏ là sao? Nhỏ là proton hả? Cái nhỏ mới là proton, cái bự mới là electron. Nhưng mà trong cái nhân tử mình học á, thằng Illuminati nó chơi tâm với mình, nó chơi ngược lại, nó bắt nó chơi tâm dưới với mình, chơi ngược lại. Cái conventional science á, là cái này là proton. Conventional science á, không có. Quý vị nào các bạn bác chính hay là bạn nào có biết vật lý nè, có thể góp ý kiến. Conventional science á, không có phân chia theo Mary biết á, không có phân chia là cái proton nó đến từ phần nào của neutron hay là electron đến phần nào của neutron đâu. Mà cái plasma thầy khác á, mới là định rõ ra là cái hạt nhân này nè, ở trong đây nè, nó có sức mạnh rất là nhiều á, nó mới ra thành cái electron. Còn cái phần còn lại, mấy cái field yếu hơn, nó mấy cái trường yếu hơn chung quanh cái neutron đó, nó còn lại đó, nó mới ra cái hạt nhân là cái proton này. Quay lại ha, để xem có đúng không nha. Ok, mình không rõ thì quay lại là chừng nào rõ thôi ha. Which due to the change in the surrounding in the strength gets released, and as it's released, trying to find a new balance, it creates a new life for itself, and this comes back to be the same. That's why we see not much change in the size of the electron, proton and neutron. See, that's why we see the change the size of electron, proton. Okay. Neutron, because it's the center which has changed, and now this in rotation. Chị quay lại 2 phút thì ông nói cái bự là cái electron, cái nhỏ là cái proton. 2 phút ha. Ok. Đâu mục tiêu rồi. Này 2 phút rưỡi, quay lại xíu nữa. Vậy mới make sense chứ, nói mà cái bự là cái electron nó không có, là cái proton nó không có make sense. Tại vì nếu mà cái bự là proton đó, là nó hút vô electron mất tiêu rồi, electron không có tồn tại. Cái nhỏ nó mạnh hơn cái bự. Cái nhỏ nó mạnh hơn cái bự. Đúng rồi, cái nhỏ hơn size. Cái cơ thể là, nhưng mà cái năng lượng mạnh hơn cái bự là nhiều. Nên nó mới không bị, nó mới đi vòng vòng. Cái electron nó không bị hút vô. Nếu mà nó yếu hơn là bị hút vô lâu lắm rồi. À, Thịnh thì nghĩ theo cái vấn đề hút, do cái này mạnh hơn nó mới hút cái điện tử, phải không? Còn thầy Cass nói rằng cái này á, mạnh hơn nó mới thành cái electron. Giờ mình nghe lại đi. Cái nhỏ là cái electron, cái proton. Tại vì em nói một cái gì không hiểu là trong cái vật lý á, cái Illuminati nó dạy mà nó chơi ngược lại cái tâm lý, nó nói cái tên ngược lại, mà quên cái tên đi. Theo cái lý thuyết á, cái nhỏ nó sẽ mạnh hơn cái bự. Coi lại 2 phút thì Cass sẽ chỉ đúng theo cái ý nghĩa nằm, nhưng mà học mình bị sai, nó chơi tâm lý, nó ngược, nó đảo ngược lại. Thì đây là cái nhỏ nó mạnh hơn. Ok, let's play it. So the creation of the soul and the division, or the not the creation, the release of the soul from the center of the structure of the physicality of the man, the same way as a neutron division, which is electron and proton, is exactly the same. And then, as I explained, if you remember, some of us who did the test, creating deliberately a center core, a second core, and a third core, or the upper center core created in the middle, we have found some of our cores
have disappeared, or we have lost them, we cannot find them. They have gone through the same process, where the field forces in the surrounding has forced the trajectory process. So, in all three, the creation of the release of the soul in man, and the division of the neutron, or in the same as with the cores, where we see the release of the inner core, is all the same. Now we understand. But now, once we understood this, and we can elevate the knowledge of the man, we can dictate on the direction of this trajectory, or on the direction of the release of what you call the electron. That's what he said. Well, I... No, go tiếp đi, ông sẽ lấy một cái đó. Or on the direction of the release of what you call the electron. This gives man a new dimension in the world of physics, a new understanding, and this will be written in the books of physics as a new chapter, going further into the structure of the material, going further in the structure of the plasma technology. As I said, plasma technology is the next step after atomic and nuclear. Now, we spoke with the fields, now we have to speak. When we say nuclear, it means we deal with the nucleus. Now we are going inside the nucleus, and we have parallels so we can relate one to another. We can go from macro to micro, we can go from the brain of the man into the neutron structure and a man-made system which confirms and complies with the same rules and regulations in this space. This is what, as I said, will shock the world of nuclear physics. For the first time, not only we say neutron is a plasma, electron is a plasma, proton is a plasma, we can show the birth of proton and electron, we can show how and where they are. In fact, it's the center itself, which due to the change in the surrounding, in the strength, gets released. And as it's released, trying to find a new balance, it creates a new life for itself. And this comes back to be the same. That's why we see not much change in the size of the electron, proton and neutron. Because it's the center which has changed, and now this in rotation and the forces from this have to create a second process. And this will go on. It's the same as the creation of life on this planet and the universe. But if we understand and we can use, dictate the direction of the flow of the release of even our own spaceship, within the plasma which we created, where we make our craft to be the center with the massive field forces around it and dictating the release direction, we can travel the spans of universe beyond imagination of the mind. And this is where we are going. But at the same time, once we understand this, it opens a new era in the world of the peace. With this, we can release so much energy that no weapon, present weapon made by man, will be able to stand the energy release at this level, be it electron or proton. So, if I change my jacket doesn't disappear, it becomes a jacket of a aircraft carrier. The central depletes all energy from every element. Now you understand. We said, when we put an item in our mouth, the minute it enters the mouth of the man, because of the GANS condition of the body of man, it starts behaving as a GANS and not as matter. Okay. In rotation and the forces from this have to... Sao? Có rõ ràng gì hơn không? Hay cũng... Các em chỉ biết rõ ràng, mấy người khác sẽ confused tại vì cái khoa học bây giờ nó nói được lại, kể ngược lại đi, mình nói theo cái lý thuyết thì cái hai lần ông viết ngược lại hai lần, nên mặc kệ ông viết sạch thì ông có vấn đề đó, nhiều lần ông nói khác mà ông viết khác ông bị ngược lắm, nhưng mà theo cái lý thuyết á, chính giữa nó ra nó thành cái electron, cả cái ngoài thành cái proton, cái bự thì chỉ hiểu đó thì được, không sao hết. Mà cái em hiểu là trong
cái khoa học của mình á, ta cố tình dạy mà nó chơi ta biết nó ngược lại, thì mà mày tên tuổi gì cái lý thuyết cũng giống nhau thôi, thì cái tên nó khác thôi. Vậy là Thịnh hiểu là Mr. Cass á, ông nói là nếu mà cái center core này nè mà nó văng ra đó, nó là thành photon hả? Mặc kệ cái tên photon electron, mặc kệ nó chưa có tên, nhưng nó sẽ tách hai cái, một cái nó thành hai phần. Ok. Mình đừng có bị chứng ngại gì về cái tên, thì cái tên á, theo khoa học bây giờ á, là cái bự là cái photon, cái nhỏ là cái electron. Ok. Nói gì không có đúng, nhưng mà tại vì theo cái lý thuyết nó sẽ ngược lại, nhưng mà cái đó tại vì ta cái trò chơi của mấy lớp trên. Ok. Rồi bây giờ để tôi giải thích một tí nghe được không? Bác gỡ thắc mắc rồi bác. Trước khi bác nói cho con nói tí xíu là ví dụ mình không có nói cái tên đi, cái proton, electron cùng nó làm cho mình lộn xộn đi. Nhưng mà mình dựa vào cái điểm thầy Cass nói rõ ràng là cái phần mà mạnh đó thì nó ra nó mạnh nhưng mà cái cỡ của nó rất là nhỏ, rất là tiny, rất là nhỏ. Còn cái này, cái phần còn lại, những cái trường mà yếu đó thì nó ra cái trọng lượng nó rất là lớn. Mà cái hạt mà từ trung tâm ra đó là đó là cái hạt nhỏ đó, là mẹ đó, nó cái Cass kêu là mẹ, nó the mother, không, cái neutron mới là the mother, còn cái hạt nhỏ này ra đó là con, là the daughter. Đây, cái phần còn lại, cái trường mà yếu đó là nó ra cái hạt bự này nè. Cái hạt này với lại cái hạt neutron nó là tương tự cỡ với nhau, mà trong vật lý truyền thống đó chỉ có là cái hạt nhân này đó nó mới to như là cái hạt neutron thôi. Còn cái hạt mà nhỏ chút xíu đó, nó chạy chung quanh này đó, là cái hạt rất là nhỏ mà cái vật lý truyền thống kêu nó là cái hạt điện tử. Mà cái hạt điện tử này trong cái molecular mass mà kêu là cái số khối của nguyên tử đó, thì cái này nó quá nhỏ, nó không ăn nhầm gì hết. Thì mà người ta cần á, là người ta cần chỉ cần cái neutron này với lại cái hạt nhân, cái proton này thôi. Theo quen nghĩ đó, cái này, cái nhỏ này là cái mother. Tại vì nếu mà so sánh với cái bộ não của con người á, bộ não là chỉ bên ngoài thôi, còn cái linh hồn á, cái soul á, là khi mà mình cái tim mình ngừng á, cái soul nó mới bắn ra. À, cái sâu này là cái chánh nè. Đó. Thì nếu mà nghĩ theo khía cạnh đó thì cái này nó cũng có thể là nguyên, cái này có thể là coi là mẹ đây, nó nguyên nhân, mẹ. Nó nguyên nhân. Đó, nguyên nhân nó mới bắn ra, nguyên nhân nó mới bắn ra. Còn cái neutron này, cái chánh này, nó tuy rằng nó nhỏ nhưng mà nó là mother, nó là mẹ đó, nó mới bắn ra. Đó là cái quen mời bác Chính góp ý, tại bác Chính có kiến thức về vật lý truyền thống đấy. Tại vì như thế này nè, đúng ra thì thầy Cass giải thích rất đúng, tại vì nếu nè cái nó thôi với photon thì cái mass của nó, nghĩa cái trọng lượng nó giống nhau, mà thể tích nó cũng gần giống nhau, chỉ có electron là nó nhỏ xíu mà nó chỉ bằng một phần triệu của cái mass của cái kia thôi. Nhưng mà thầy nói là cái neutron á thì nó là kiểu như là nó thụ động, cũng như cái photon nó thụ động, nhưng mà chính là cái electron á nó mới là cái chủ động, nó là cái soul của con người và nó có rất nhiều energy. Và sau đó thầy Cass có giải thích thêm là sau đó cái chính là electron á, nó trở thành mother, tại vì cái electron nó mới tạo ra một cái photon thứ nhì. Đó, thì cái photon thứ nhì đó thì nó nghĩa là chỉ có cái electron nó có đủ sức nên tạo nên thôi, còn cái photon thì nó kể như nó chỉ nằm đó thôi. Cái electron kia nó quay nó tạo cái field đó, khi mà tới một lúc nào nó có thể tạo ra tiếp một cái photon thứ nhì. Vì thế cái một photon nó tạo cái photon thứ nhì, và photon thứ nhì nó cứ nhân tiếp nó cứ 1/2, 2/4, 4/8 gì đó, nó cứ làm theo cái quy trình đó. Mà chính ra trong cái vật lý ấy, thì họ không bao nghĩ ra cái đó nó có thể nhân lên được. Mà chính ra trong cái kinh dịch ấy, nó cũng có nói cái này nhưng mà không có ai giải thích được hết. Tại sao là từ cái vậy? Tại vì trong vật kinh dịch ấy, nó lấy từ
vô cực, cái từ emptiness á, nghĩa từ chỗ không có gì đó, nó tạo ra cái thái cực, là tại tạo ra một cái nơ thông. Từ cái nơ thông nó phân ra làm hai, một cái âm cái dương, nghĩa là một hồ tôn một nơ thông, và sau đó nó hai cái này nó sẽ tạo ra thành bốn cái. Đó là gì, là sẽ là nó sẽ tạo ra thêm một cái nơ thông, và một nơ thông nó tạo ra một cái nơ thông nữa, nó ra thành bốn cái, và cứ tiếp tục nên nhân lên. Mà ông Cash giải thích rất rõ ràng là khi mà ông dùng cái nơ thông này để tạo ra một photon và một electron, và chính electron này nó mới đủ sức để tạo một photon khác. Đó là ông Cash đã nghĩa là ở trong đó nó, ông Cash có nói cái vấn đề này. Rồi tiếp theo đó, cái photon đó lại ra một electron lại tạo thêm photon khác. Đó là cái gọi là cái liên tục sự của sự hình thành của cái vũ trụ. Bác có thể bác vẽ được không? Cái ý mà bác Chính mới vừa nói đó là tại là cái điểm mà mấy anh chị bàn thảo à, họ thấy rõ ràng là cái proton là thì Cass có vẽ là từ vừa vẽ mà vừa giải thích luôn nữa, thì cái ngày hôm kia đó là cái proton này nó sẽ từ từ nó sẽ sinh ra một cái electron ở trong đây và nó sẽ bắn ra nữa, tiếp tục nó sẽ thành một cái neutron mới. Đó, và cái khúc ở dưới này, là cái khúc mà thầy Cass nói không có rõ lắm, mà thầy chỉ có thấy thầy Cass vẽ cái vòng tròn ở chính giữa này thôi. Và bây giờ nghe bác Chính nói rằng nó có thể phát sinh ra một cái chu kỳ mới nữa, và anh Quen nói cái này có thể là mẹ, tại vì nó có năng lượng. Mặt thể đó là mẹ con vậy chứ, cái này là cái fractal universe, là nó tách ra phần hai tại nó mất thăng bằng. Cái vũ trụ nó cũng như vậy, vũ trụ nó tách ra thành hai, khi nó lớn quá nó sức nhiều năng lượng nó phải tách ra thành hai phần, thì cái nước tròn này cũng tách ra hai phần. Thì sau một thời gian cái nước tròn, cái electron hai phần này cũng tách ra hai phần nữa, cái nào cũng tách ra hết trơn á, tách tiệt ngàn kiếp cái tách tiếp, cái tách tiếp nó không có ngừng. Cái tự nhiên của nó thì mặc kệ tên là mẹ con hay là proton hay electron, là tao lý thuyết cái bự nó tách ra hai cái nhỏ sẽ tách ra nữa, rồi tách ra nữa, rồi tách ra nữa, như đó phải. Ok, bây giờ mình có thể stop cái screen này không? Bây giờ mình lấy cái screen mới để mình vẽ được không? Coi mình hiểu nó như thế nào thôi. Chứ nó mà thêm cái này là anh Quen, trong cuốn sách của thầy Cass dạy, dù nó tách cả ba hai cái đi, hai cái giống đi nhau, nó cũng có cái nó dark matter, principle matter and matter, hai cái giống đi với nhau, chỉ cái lớn cái nhỏ thôi. Ok, bây giờ mình thử cái screen mới đi. How I do the whiteboard and then huh? Nhưng mà rõ ràng đó anh Thịnh, là nãy giờ mình ôn lại mấy lần rồi, rõ ràng là cái ngay cái chính giữa đó nó ra đó, mà cái mạnh đó, cái đó là electron đó. Còn cái phần còn lại, những cái trường yếu hơn chung quanh là nó ra thành proton đó. Đó là cũng là cùng với cái từ mà vật lý truyền thống đã nói đó. Đúng rồi, proton đúng rồi. Nhưng mà chỉ có một cái là tiếp theo diễn biến nữa là chính ra cái electron nó mới có energy, còn cái photon nó không có energy. Cái electron nó có energy nó mới đẻ sinh ra một cái neutron mới. Đó là gì đó. Chính là cái energy của cái electron người ta thấy nó không có gì hết, nhưng mà nó lại có đủ khả năng tạo ra một cái mới. Bác chờ cho chút, cho có thể anh Quen. Flip more to come. No, ok, để anh coi flip more hả? Whiteboard với không? Nó không để em ơi, nó chỉ để invite thôi à. Thôi anh mở cái notepad thì cái paint thì mình share nó ra nó dễ hơn. Cái notepad hả? À, cái paint thì cái notepad thì không được, anh mở cái Microsoft Paint á. Rồi anh dễ hay là anh muốn em dễ được. Anh Quen chứ không biết xài cái paint program đâu Quen ơi. Ok, chờ chút. I'll minimize it. Open Microsoft Paint nè. Đúng rồi. Ok, chờ chút. I'll go get the paint.
Hồi đó Mary cũng tưởng rằng cái hạt nhân là nó mạnh, nó hút cái, bởi vì nó mạnh, nó gravitational, nó mới hút cái điện tử chứ. Thành ra khi mà thầy Cass nói rằng cái điện tử nó mới là mạnh hơn sức mạnh á, ra cũng đó là một sự ngạc nhiên. Không, không, thì đó là bình thường thôi. Tại vì nếu mà nó yếu hơn nhỏ rất là nhiều á, cũng như chị nói nổi nó chưa được một tiêu gì nhỏ hơn rất là nhiều. Nếu mà nó nhỏ hơn rất là nhiều, nó bị cái gì cái black hole rồi nó sẽ hút cái nó vô luôn thành phần cái photon luôn, chứ không phải ở riêng ở ngoài. Nó mạnh hơn nó mới phải được cái địa vị riêng của nó được. Tại vì theo như là cái vũ trụ này, cái gì mà nó càng nhỏ càng vi tế, nó càng thì nó càng có sức mạnh, nó càng có cái quy lực mạnh hơn. Càng giàu không nó càng mạnh hơn. Bác đừng chạy vô thiền nữa bác. Mary ấy, Mary có nhớ cái thầy Cass nói không? Chính là cái xu lệnh mới tạo ra cái vật chất. Đúng chính rồi, cái xu lệnh nó mới tạo ra cái meter. Chính là electron cũng là cái xu lệnh. Chính là cái xu lệnh đó, nó tới một thời gian nào nó sẽ tạo ra meter. Một cái meter nó tạo ra chỉ là nó thông. Và từ cái nó thông đó ở trong trong nó đã lại xuất ra một cái electron khác. Bác rồi hai cái electron đó. Bác nói chậm chậm để con nghe cho kịp. Bác nói gì meter? Rồi. Methane hay là meter? Meter. Matter. Matter. Okay. Matter. Okay. Đó nghĩa là cái electron đó nó vì có nó có năng lượng đó, vì thế nó mới tạo ra cái meter khác, nó là cái photon tiếp cái neutron tiếp theo. Và cái neutron đó ở trong tâm nó lên là xoay nó lại ra cái neutron thứ nhì. Thành ra cái này nó sẽ là phá bỏ hết cái khái niệm cái khái niệm của vật lý truyền thống. Tại vì vật lý truyền thống tưởng là cái hạt nhân là nó mạnh mới hút cái electron rồi, đó giờ cũng tưởng vậy nhưng mà giờ ngược lên hết. Cho coi không bác nghĩ được không bác nghĩ được không bởi vì cha không có cái rồi. Anh không có cái pain rồi. Để tôi sẽ phiên là để coi đó, bây giờ tôi đây xoay screen tôi vẽ cho coi nha, để tôi bỏ cái này ra chứ đã. Nghĩa là đầu tiên tôi lấy một cái vòng tròn, tôi làm cái phân biệt cái vòng tròn này về màu cho nó dễ, phải không? Ok rồi, đó đây là một cái neutron. Ở trong neutron đó nó có một cái neutron đó các bạn. Neutron ha. Neutron ha. Ok, neutron. Để bác cứ nói đi, bác cứ nói thì con sẽ nói lại. Bác vẽ chữ N giùm cho cháu đi. Chữ N. Rồi biết rồi. Ok, đợi tí chưa. Cái này là program gì vậy bác? Cái này là program của Photoshop. Không sao đâu. Go ahead. Neutron phải không? Vì và tiếp theo ở trong giữa neutron đó có một cái chấm đỏ, vì đó là cái center của nó, và cái center tới một lúc nào cái center nó sẽ rời ra, nó sẽ tách rời ra ngoài thì nó thành cái electron. Đó là cái bong bóng của cái đó, cái bong bóng của nó. Anh Rick đó. Bác vẽ cái nào màu này thành electron ha. Okay. Thành electron đó là thì cái màu thành electron đó. Đó. Bác label chữ E luôn. Tại vì bây giờ phải đổi cái tên nó thành nhỏ hơn. Đợi tí nha. Tôi để. Okay, thank you bác. Tại vì nếu không thì nó lại không thấy được. Đó. Thì cái neutron này ở center nó có cái electron, thì electron nó có center cancer, khi mà cái center nó rời khỏi cái photon thì cái này chính ra phải mình phải vẽ như thế này nó mới được nè. Đợi một tí nha. Okay. Để tại vì nếu mà bác vẽ trước ấy, thì nó đỡ hơn, mà vì bác vẽ sau không sao đâu cho mình học chung với nhau để nó tốn thời giờ hơn tí. Cái này vướng quá.
để bác thoải mái từ từ dễ, không cần gấp anh quen, hay là mình có điểm gì mới thì cứ nêu lên trong lúc bác dễ đó. Thì bây giờ nên là nếu mà để như thế là mấy người sẽ thấy thì tức là cái hạt nhân nó bị mất cái chính giữa, nó mất cái lỗ, mất cái bubble, nó còn lại trống cho đó một chút. Cái đó mình đọc thì khi bác vẽ đi quen, anh nhớ cuốn sách thầy kéo viết cuốn sách của Thiên không? Cái sách số 1 cái gì phải không? Đúng rồi, khi mà ông nói cái Mother Universe nó tách ra, cái Baby Universe nó tách ra thêm lần nữa đó, thì cái vũ trụ của mình là is the Baby Universe, mà sau này sẽ tách thêm nữa thành hai cái universe. Đây nè, đây nè, nãy bác nói con hiểu rồi, con nhớ rồi, giờ con mới hiểu đó. Cái nữa là cái electron á, nó có tách ra nữa, nó cái chính ra electron. Electron không phải tách ra mà nó sinh ra một cái neutron mới. Đúng rồi. Mình phải hiểu là electron nó có energy, nó sinh ra, nghĩa là cái soul mình sẽ sinh ra một cái Nãy con mờ mờ con không chắc, nhưng mà nghe bác nói con nhớ lại, thì Khách nói con mới chắc. Tại vì là thầy Khách nói là khi cái linh hồn của mình đó ha, linh hồn của mình mà nó thoát ra khỏi con người mình, mà thí dụ mình elevate, tức là mình chuyển hóa đến một cái trình độ cao hơn đó. Trình độ cao hơn nó sẽ bằng như với lại cái linh hồn của hành tinh. Mà từ hành tinh nó sẽ mạnh hơn, cái hồn đó mạnh hơn. Hồn là thầy Khách đang nói gì, cái electron á, cái điện tử á, nó sẽ mạnh hơn nữa, thoát ra mạnh hơn, có thể là bằng mặt trời, rồi nó thể rồi sau thời gian tiến hóa đó, thì hồn tán hóa cái trường năng lượng mình sẽ mạnh hơn, nó còn hơn là cái mặt trời nữa, nó sẽ từ từ nó mạnh hơn thì nó sẽ trở về cái nguyên thủy lúc ban đầu của vũ trụ. Thì ra là cả hai proton và electron đó, nó có thể tiến hóa, nó mạnh hơn và nó tiếp tục sanh, tiếp xung ra như fractal, nó phân nhánh cho cả hai luôn. Mà hôm qua mấy anh bàn thảo, tại thầy Kết nói sơ sơ đến electron cái thầy ngừng ở đó, thành ra họ chắc chắn là proton á, nó sẽ biến thành neutron để mà nó sanh ra cái chính giữa, nó phóng ra electron nữa, mà họ không có rõ là electron á, nó sẽ sanh ra nữa hay không. Nhưng mà kết hợp với lại cái buổi dạy hai ngày trước á, thầy Khách cũng nói về vấn đề này nữa, nói là cũng tương tự, nhưng mà nói sâu hơn về linh hồn á. Khi mà thầy Khách nói linh hồn mà chính giữa cái não đó, chính là nói về cái electron, nó có sức mạnh đó, sức mạnh từ từ nó sẽ trở về nguyên thủy như là lúc ban đầu của vũ trụ. Thì bây giờ chắc chắn được điều đó rồi. Đó, thì tôi nghe rất rõ là cái electron này nó sẽ sinh ra một cái vật chất đó chính là cái neutron, và cái neutron đó nó sẽ lại chia ra làm hai, là một photon một electron, và cứ tiếp tục nếu cái electron hai electron sau đó có hai electron đó lại sinh ra thành 4, thành 6, thành 8, thành 10, nó theo cái quy luật của nó là sao. Thì chính ra là cái electron này nè, nó tuy là daughter, nhưng mà khi mà nó thoát ra rồi thì nó sẽ thành mother để tạo. Thành mother, đúng rồi. Đó. Mà cái cách hoạt động hai cái nó hơi khác nhau chút xíu. Cái electron nó rất là mạnh. Rất mạnh. Cái proton nó rất là yếu, nó thụ động. Thụ động. Vì thế người ta gọi là cái electron là cái âm. Cái đúng rồi. Cái âm, nhưng mà nó lại có tính chất dương, còn cái proton này nó là dương, mình đó là tính chất âm, nghĩa là chỉ nằm nội lì đó thôi. Thành ra cái này nó cũng là một cái phá chấp của về âm với dương nữa, nó đó, có cái cạnh dương là đó. Tại vì cái âm dương khi mà nói âm á, người ta tưởng là yếu, là nhỏ, là ấy, còn dương lúc nào cũng nó có sức hút mạnh hết, nhưng mà cái này nó phá đi cái khái niệm đó, đó không hẳn, tùy theo trường hợp. Đó, electron nó có sức mạnh rất là nhiều hơn proton. Đó, chính vì ở trong âm dương, người ta nói trong âm có dương, trong dương có âm, là trong âm á, thì nó có cái dương, mà trong dương có cái âm, trong âm này có cái dương của nó là nó sẽ tạo ra, còn trong dương này cho có âm nó chỉ nằm ù lì đó thôi. Cũng như cái tạng người á, khi mà cái tạng người mà nhỏ con hay là ốm yếu ốm á, thì họ cho là họ tưởng là cái tạng âm, thật ra đó cái đó là dương. Cái tạng dương à. Còn người to đó, to lại họ tưởng là tạng dương, thật ra là cái tạng âm. Vậy người to nhiều quá, nhiều khi người to họ cũng yếu lắm mà bệnh nữa, chứ không phải là không hẳn to là
là lúc nào cũng khỏe. Đó, càng càng to thì càng u lì, càng nhỏ thì càng hoạt động. Đó là vậy. Thì đúng như vậy, là trong trường hợp này cái proton nó càng to nó càng u lì à. Electron là chính là electron là nó rất quan trọng vì nó là cái xuôi, nó tạo ra một cái beta mới. Chính là cái electron nó mới là tác động mạnh nhất. Nó là cái center, nó là cái gọi là cái power của cái sự phát triển. À, bởi vậy cái khái niệm này nó làm lật ngược hết. Dạ. Không phải hết nhưng mà lật ngược một phần của khái niệm vật lý. Đó, vì thế trong cái kinh dịch đó, nó cái này nó giải thích lâu lắm rồi nhưng mà người ta không giải thích được, người ta biết thế thì người ta không giải thích được. Bây giờ khi mà học được plasma tôi mới thấy tôi đã hiểu được. Lấy kinh dịch mà giải thích, và hôm của sáng nay tôi có tìm ra tôi đã tìm rồi. Ở Việt Nam có rất rất nhiều người học về kinh dịch nhưng mà có hai người này rất là giỏi về kinh dịch. Tôi đã truyền cái này cho họ, tôi nói biết các bạn tìm ra coi thử nó thế nào, thế tôi thấy được đấy. Thì mấy ông đó chấp nhận để mà ông tìm. Tại vì cái này phải đi song song với nhau. Tại vì thầy Cass nói cái này nó sẽ biết được cái neutron á, là rồi sau nó bắn ra cái electron á. Cái này á, là mình ổng đang chuẩn bị hình nhân loại mình để nếu mà biết được điều khiển được đó cái linh hồn của mình á, để bay đó bác ơi. Đó cái biết cái này, tôi đã hiểu được thầy cái định gì, nhưng mà thầy khi mà thầy cái làm như thế đây là một cái bước chuyển tiếp để cho gọi là nhưng mà cho nhân loại rất nhiều. Dạ, ổng biết cái này á, thầy Cass biết cái này á, 30-40 năm về trước rồi. Rồi, tôi biết là thầy Cass học được từ chữ người ET, tôi biết hết á, cái này, tại vì chỉ có ET mới đủ khả năng cái này thôi. Dạ, ổng hiểu lúc ổng còn nhỏ lận, nhưng mà ổng nói người ta không có hiểu. Đúng rồi, không phải làm hiểu được ET, ai mà hiểu được, về extraterrestrial những người ngoài. Rồi đó, bây giờ đó ổng mới tung ra thôi, chứ... bởi vì hồi đó ông có đi học ở Queen Mary College ở London á, ông nói với ông thầy ông biết là thầy Cass rất là giỏi rồi, nhưng mà họ không có tung ra được. Họ nói rồi bởi vậy thầy Cass mới viết ba cái cuốn sách nãy anh Thịnh nói đó, là cái Unicorn cái Mother đó, bắt đầu nó tách ra. Bác có thể stop share cái screen cháu có cái hình của cuốn sách này, cháu sẽ đưa ra coi anh Thịnh cắt nghĩa làm sao nha, để quen share cái video nha, video clip, bác share screen để cháu bắt đầu share screen bác. Thấy rồi anh quên xe rồi. Thấy rõ không? Thấy. Ok. Sao anh Thịnh? Đó cũng một tí lẻ của thầy Cass mới dạy. Mình mới bàn thảo mà khi cho người ta xem khoảng nửa tiếng nãy giờ là cùng một tí lẻ. Cái vũ trụ là cũng là cái nước cho anh. Hai đây giống như nhà mồm. Cái vũ trụ mềm nó hút cái năng lượng của Unicorn, của vũ trụ sau một thời gian nó mất thăng bằng đi, nó tách ra để nó thăng bằng lại, thì nó tách ra thành cái vũ trụ mẹ cùng với vũ trụ con. Cũng giống như nó tách ra thành cái photon với electron vậy. Okay. Sau một thời gian cái vũ trụ con, vũ trụ mẹ nó cũng tách ra nữa, nó tách đi không được đừng nói chơi nhé, cái gọi là cái anh này gọi là fractal là tiếng Việt mình không biết như thế nào, nhưng mà thì mình nói lại giống như cái photon á, nó tách ra thành cái electron với cái photon, và sau này cái photon sẽ tách ra thêm một cái photon electron nữa, và cái electron giống như vậy, cái electron cũng sẽ tách ra thành cái photon và cái electron, thì chỉ một cái khác biệt là cái năng lượng chút nữa của nó là nó khác nhau rất là nhiều. Khi mà em nói fractal là có nghĩa là fraction đó hả? Là nó làm cái bự giống như cái nhỏ vậy đó. Ok, nó phân chia ra nhau cái gì? Đúng rồi, cái lớp 100 á,
anh đi xuống một lớp số 1 á, nó giống y như nhau cho nên nhỏ hơn coi. Ok, đó là fractal ha. Đúng rồi. Tại mình quá chú ý cái tên của nó đi, nên mình thiết nhìn lại cái lý thuyết của nó đó, là cái cơ bản của nó là cái photon á, nó có matter, principal matter and matter. Mà cái electron nó không có giống y hệt như vậy luôn. Nó không có khác biệt gì trong cái cơ thể của nó. Nếu trong một thời gian nó sẽ tách ra, khi mà nó mất thăng bằng, khi mà nó hút năng lượng xung quanh của nó không còn cái mà được, nó sẽ tách ra, gọi là decay. Khi mà khi mà nó là neutron mà cái giữa của nó đó nó sắp sửa nó tách ra đó, nó bị imbalance đó, nó tách ra thì cái giữa đó nó tách ra thành electron ấy, nhưng mà cái giữa đó mình kêu là principle gì phải không? Đúng rồi em. Ok, bây giờ mình hiểu thêm một chút xíu nữa, tại vì mình khi mà mình đọc mấy cuốn sách này đó, lúc đầu đó, mình không có hiểu, nhưng mà bây giờ thêm cái knowledge này, cái kiến thức này nữa mình sẽ hiểu. Ok ha, giờ mình biết rồi. Ok, okay. Cảm ơn anh Quang. Thêm một cái nữa là cái principle matter đó là nó khác nhau. Thí dụ đi, cái proton đó, nếu cái neutron đó, nó có principle nó khác nhau thành cái proton và electron. Mà cái proton và electron này cũng có principle matter ở giữa nữa, nhưng mà cái năng lượng nó khác biệt rất là nhiều của cái gốc của nó. Sau khi nó tách ra nữa đó, là lần thứ ba rồi đó, nó cũng có principle matter ở giữa nữa, nhưng mà cái principle matter ở giữa nó yếu hơn cái nguồn gốc tích trời bên đó, yếu hơn cái nguồn gốc chấp trên đó, giống như là mẹ, như là con mẹ, ông nội, ông cố vậy đó. Mỗi sao nó tách nó sẽ yếu hơn nhiều. Wow, cái này bây giờ mình học cũng rất là nhiều. Để Quyền chia sẻ cái này. Tại vì cái này đó mình sẽ chia sẻ nữa, là coi mấy anh này á, anh nói như thế nào nữa. Đó là cái bây giờ là cái phần của mình đã mình tắt nghĩa rồi. Có nhiều người nữa thuộc về PhD nữa, coi họ cắt nghĩa như thế nào. Chỉ có 15 phút thôi, rồi xong rồi mình sẽ tiếp tục nữa. Nếu có ai có ý kiến gì, nên cái sự hiểu biết về cái này chia sẻ nha, để mình học với nhau, để mình hiểu với nhau nha, chứ đừng 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 thấy mà tôi không biết, đừng đừng nói như vậy. À, chính ông Cash cũng nói là ông rất buồn nè, ai người nào cũng muốn học hết mà chẳng ai muốn chia sẻ nữa. À, không sao bác, không tới giờ là họ sẽ chia sẻ. Ok, sao? Fractal là giống như cái cây vậy anh Quy. Ví dụ cái gốc cây ha, gốc cây nó chia ra cái nhánh cây. Thì từ nhánh lớn rồi chia ra, mọc ra nhánh nhỏ, rồi từ nhánh nhỏ mọc ra nhánh nhỏ hơn nữa. Tách ra cái đó, cái ý nghĩa của fractal là gì đó. Cái chữ fraction đó, trong tiếng Việt là gì vậy? Phân tử fraction đó, fraction đó. Fraction là tỷ lệ. No, no, 1% chia. Đó. Nó khác một chút xíu nữa là tại vì khi mà nó chia ra nhỏ đó, cái nhỏ giống như cái bự luôn vậy, nó kiểu nó nhỏ hơn thôi. Ok. Ok, cái này là mấy anh chị để chia sẻ. Cô này là người 14 ra trang có người vẽ đây, có người vẽ đây mà không biết là ai vẽ đây. Để quen coi lại. Để mình ra nó. Để coi cái khúc này coi. In this yesterday with the division of the protons and number of the neutrons. Không phải, chưa cái này là, cái này là thầy Cash nói rồi,
Vấn đề là họ chia sẻ nè. Ok, đây coi họ bắt đầu họ bắn như thế nào. We have an unstable set today and this is causing problem. It causes all we have lost and we can. Me as a proton, and with the time, he will gain his field. The proton and the electron, and this is just a thought. I'm not. Mike, would you explain exactly what he meant, or whoever understood, when the electron leaves and creates a new life for itself? What is that new life? Another neutron? Yeah, I think it's a baby neutron. Ok. Đó thì chia sẻ với anh chị với quý vị là họ cũng thảo luận mấy cái hình này dữ lắm. Cái cách nghĩa của thầy Cash, mỗi người có một cái tầm hiểu biết về cách nghĩa từ từ. Đó là có một cái nữa mà anh Cash qua anh vẽ mà không tìm được. Thôi mình quen chắc phải kiếm lại lần sau đi, chứ giờ không còn không biết cái căn. Nhưng mà căn bản như vậy là cũng được rồi đó anh Quen, giờ mình có cái khái niệm cũng rõ rồi đó. Đó là cái sự chia sẻ annotation, bây giờ cái hình nó mới có cái annotation. Đây giờ mới annotate được nè, drawing nè. Bởi vì mấy cái này mới bắt đầu mới draw được. Không thấy, Quen có draw chưa? Không thấy nét vẽ. Chưa thấy chị, thấy cái mục tiêu của nó là gì? Có arrow không à? Quen chưa có hiểu rõ, biết vẽ mấy cái này như thế nào nữa. Ok, bây giờ mình dùng cái này đi để erase. Ok, để cho ha. Thì lúc đầu á mà thầy cast cho thầy rất dễ đó. Thì ông có cái gì, ông có cái neutron này. Rồi mình vẽ lại bằng cái đồ đỏ. Anh Quen khoanh tròn mấy cái chữ mà thầy cast label N, chữ T, chữ Y để cho người ta rõ ràng cái nào là neutron, cái nào proton. Cái này là neutron à. Đó, chữ N đó. Đây rồi. Anh Quen khoanh tròn cái chữ của thầy cast vẽ viết cũng không có rõ lắm. Để cho anh ta không có bị confused. Đó là neutron à. Cái này là chữ N nha ha. Neutron á. Ok, đó là neutron. Giống như chữ Nguyễn á, bắt đầu. Còn cái này là chữ chữ P là proton à. Như phở đó, phở, proton, phở. Phở gà, phở đặc biệt vậy. Cái này phở đặc biệt, phở tô lửa. Cái này là electron, chữ Y nha. Cái này là chữ Y. Đúng rồi, phở xe lửa, tại cái proton nó to quá. Nó to hơn electron. Cái này mình vẽ chữ P, phở dễ hiểu hơn. Còn electron là gì? Chữ E là chữ gì đây? Như hộp é, nhỏ như hộp é. Hộp é, nhỏ hộp é, đó là electron. Nhưng mà cái khi mà thầy cast vẽ trước khi đây, trước khi mà nó bắn cái core này ra nè, cái core này là cái electron. Nó ra như vậy.
Và trước khi đó nó có cái khác nữa để tức là cái khái niệm của vật lý nó cũng đúng được phân nửa chứ hả? Khi mà là để, trong cái neutron á, trong cái neutron á thì cái bong bóng á nhỏ trong neutron nó là nó mạnh nhất. Đó đó. Thì thường thường trong cái nhân á là nó mạnh. Nhưng mà thầy Cass nói khi mà trước khi nó ra đây, cái này nó có energy dữ lắm, cái proton này, cái neutron này nè, cái môi trường, cái neutron này nó có cái môi trường, cái field của nó dữ lắm, nó là energy á, cái vẻ này là energy nha, là năng lực á, energy chứ không phải là energy, tiếng Việt gọi là năng lượng. Năng lượng ha, đó là chữ năng lượng của mình đó, energy. Để người ta biết nó như thế nào chứ đừng có confuse với cái chữ E mà energy, electron. Energy, ok. Đó, đây nó có nhiều cái energy lắm ra. Rồi bắt đầu mình dùng cái khác nữa, đây là cái màu đỏ, trở lại màu đỏ để mình biết đây là proton này nó là cũng là plasma nha, nó có riêng của nó cái core trong đây, nó giống như cái core trong đây nè, và trong cái electron này nè, cái electron này nó cũng có nữa, bởi vì á hồi xưa tới giờ họ không có kêu mấy cái này là plasma, họ không biết dùng như thế nào, nhưng mà bây giờ mình biết là neutron là plasma, mà electron nó cũng là plasma, mà proton nó cũng là plasma. Đúng rồi Nguyên, thank you, yeah. Okay. Nêu ra. Đó là cái điểm chánh mà mình bây giờ mình học được, mình sẽ thấy, nhưng mà mơ mốt làm sao mà mình biết cái căn bản này của cái neutron này. Mình có cái energy, cái plasma field mà làm sao mà tự nhiên mà nó bắn ra như vậy, để mình bắt đầu mình bay lên vũ trụ không trăng. Anh Huy, yeah. Anh cần để đi sâu sắc thêm một chút bước nữa thôi, đừng có xem chẳng cái tên tuổi của cái này. Tại cái tên tuổi của cái này làm cho nhiều người hồ đồ, nó không có mấy là năng lượng hết trơn. Ok. Ví dụ đi, cái đứa cho là năng lượng số 80, nó tách ra thì một cái photon cho như thế là 20, và cái electron cho nó 60 đi. Wait, để anh dễ chút xíu ha, 80 ha, bây giờ nó có 80 ở gì? 80 rồi ở gì? Đây ha, vòng tròn đây, ok. Giờ tách ra đây, là thành bao nhiêu em? 20 ha? Còn nó 20 cho nên mình đại khái đi, chứ nó không phải như vậy. Chứ đại cho thấy hiểu 20 rồi chứ 60. Ok, 20 ha, đây. Rồi xong ở trên đây là 60 ha. Đúng rồi. Ok, dễ hiểu hơn gì? Đúng rồi, vậy anh tách cái 60 ra nữa thành cái 10, cái 50 đi. Ok, tách ra nữa, mình tách ra nữa, đây là 10. Đó. Rồi xong rồi tách ra nữa, 50. Đúng rồi. Cái 20 nó cũng tách cái gì, nó tách cái hoài gì để kiếp vậy đó. Ok. Thầy Kết đi sâu hơn nữa anh Quen, cái 60 đó là từ trung tâm ra. Cái trung tâm ra ha. À mà cái thể tích của nó rất là nhỏ. Ok. Nó bắn ra đây. Không, cái 60 cái vòng tròn đó là cái vòng tròn rất là nhỏ. Mà nó lại từ trung tâm của 80 ra. Trung tâm. Cái này mình vẽ ngược á, mình vẽ ngược cái electron lên trên, proton dưới đó. Đó. Thành ra cái đó là cái điểm mà vật lý thông thường họ chưa có đi sâu vào. Nó bắn ra vậy ha. Đúng rồi. Còn cái 20 là cái phía bên ngoài, nó không phải trung tâm, nó ra có 20. Cái đó, cái thể tích nó rất là lớn. Cái này là electron ha. Nếu mà không ai thích cái chữ electron á, thì không cần dùng electron, nhưng mà phải hiểu rằng cái năng lượng mà mạnh ra đó là từ trung tâm ra. Yeah. Và cái năng lượng mà yếu là từ ở phía bên ngoài, cái vỏ bên ngoài. Thành ra trong cái phụ đề thì Cass nói có cái jacket đó. Jacket nó là cái carrier.
đó là cái gì, là craft carrier, đó là hàng không mẫu hạm á. Hàng không mẫu hạm. Ok. Phải vậy không Thịnh? Đúng rồi anh, tại vì em muốn giải thích cái này là cho người ta thấy cái nghĩa là cái fractal là gì. Tại vì cái fractal thì nó thật ra thì cái nhỏ nó giống như cái bự đó. Ok. Giờ mình... Thịnh đó Thịnh, cái chữ fractal đó là biết cái chữ nào về Thịnh viết vô gì đi để tôi coi biết chữ đó chứ mà nói không có thấm nắm được chữ đó. Chứ anh Thịnh đã bấm vô chat cho bác. Fractal, ok. Fractal là bác chữ cho là F nè. Ha. Rồi chữ O nè. Ha. Rồi chữ E nè. Chữ C nè. Chữ T nè. O hả anh Tịnh hay là A luôn, A luôn, fractal. L. Chữ L. À, fractal bác. Cái chữ này rất là quan trọng với cái vũ trụ, với cái DNA của mình, con người của mình. Và tại vì trong cái DNA mình nó biết hết cái lịch sử của vũ trụ này trong cái DNA của mình luôn. Tại vì nó, khi mà cái nhỏ hơn nó giống như cái bự. Khi mà 80 nó tách xương ra một chừng 1.000 lần đó, mà cái 1.000 lần nó giống như cái 80 luôn, nhỏ hơn mà nó yếu hơn thôi. Ok. Hay, rất là đây cái này cái cách nghĩa nữa để nhiều người hiểu cách khác. Mình có nhiều cách để cách nghĩa lắm. Mình cắt nghĩa được cái fractal này. That's okay, good, thank you. Come on. Quên, ông không phải không phát yếu rồi. Ngoài nhỏ hơn nó cũng còn cỡ nhưng mà nó yếu năng lượng hơn. Cũng giống như cái vụ đi mình ở ngoài cái vũ trụ của mình á. Mình ở phía ngoài. Khi mình vô gần chính giữa cái vũ trụ, năng lượng nó rất là mạnh. Cái con người năng lượng nó cũng khác hơn mình tại cái năng lượng mạnh hơn mình. Ví dụ đi mình ở đây làm cái năng lượng của matter, mà những người ở gần trong cái giữa cái vũ trụ năng lượng của họ cũng là principle matter. Ok. Tôi mới tìm ở chữ fractal nữa ra thì nó có cái nó có cái nghĩa là như thế này nè, tôi chuyển qua để cho. Ok, tiếng Việt là gì bác? Hay là... Đây này, nói chữ định nghĩa của fractal ở trong tiếng Anh là như thế này nè. Ở tôi để cho chat. Ok, chat. Thì Mary có thể đọc được không? Chat bác chính mới vừa bấm vào để bấm là a curve or geometric figure, each part of which has the same statistical character as the whole. Fractals are useful in modeling structures such as eroded coastlines or snowflakes, in which similar patterns recurred at progressively smaller scales, and in describing partly random or chaotic phenomena such as crystal growth, fluid turbulence, and galaxy formation. Cái này định nghĩa theo cái hình học của anh Quyên. Hình học nó có nhiều dạng, nó có thể như là cái cây hoặc là như là biển, sóng đánh biển từ cái ngọn sóng lớn rồi tách ra những cái bọt sóng nhỏ vân vân, hoặc là cái hình giống như cái hình hoa tuyết á. Yeah. Cái snowflake á, nó từ trung tâm rồi nó cứ tách ra từ 1 2 2 ra 4 vân vân, tách nhánh ra. Thành ra tất cả những hiện tượng trong vũ trụ, hiện tượng thiên nhiên đó đều nó có cái nguyên lý fractal này, là phân nhánh. Ngay cả nước nữa, chất lỏng nó fluid, turbulent, chất lỏng mà nó khuấy động đó, nó cũng khuấy theo cái dạng theo cái dạng fractal, cái nguyên lý fractal nữa. Yeah. Để tuần tới đi, nếu mà quen kiếm được cái hình mà hồi đó một năm về trước anh Thịnh với ở nhà anh Thịnh quay mấy cái reactor cho nó vui, nhưng mà thấy hình như quen có
photocopy chút xíu, không biết như thế nào đấy, nhưng mà để kiếm để mấy cái video clip đó, nếu mà gặp được thì chị cho quý vị biết. Còn có thắc mắc gì nữa không, hay là muốn chia sẻ gì nữa không, hay là cái này rất là hay, tại vì cái này là căn bản của Plasma mà mình học, mình muốn chia sẻ với đồng bào mà tất cả ai cũng đều biết hết trơn. Cảm ơn tất cả đã chia sẻ, anh chị giờ quý vị bác chứ anh Thịnh như đây, còn mai mốt sẽ nhiều người sẽ chia sẻ nữa, tại vì càng ngày càng biết thì cái sự phát minh đó trong cái sự sống của mình nó dồi dào hơn. Ok, có clip về cái bài Polar nữa chút xíu, có 2 phút đó, anh Quê muốn chia sẻ hơn. Bệnh rối loạn phân cực. Start sharing để có nhiều người chia sẻ nữa. Ok, chị Mê, chị bắt đầu của chị đi. Ok, chờ tí xíu. Rồi lát nữa mình thắc mắc nữa thì mình nháy. Wow. Kiếp này cũng giống như là một cái công thức nhỏ nhỏ thôi cho quý vị nào gặp trường hợp này có thể áp dụng. Cái này là bipolar hay là emotional split, beautiful people, tiếng Anh. Không biết sao tiếng Anh có cái khái niệm beautiful people. Họ nghĩ là những người này là cái người mà có cái rối loạn lưỡng cực, tức là cái dao động cảm xúc của họ là rất là rộng, cái phổ rất là rộng, có thể là họ buồn là thật buồn, vui là thật vui. Cảm xúc của họ rất là cực đoan, mà thường thường mình cảm thấy trong giới nghệ sĩ hay là giới văn sĩ, tại vì cảm xúc của họ rất là nhạy, có khi mà lên cao thật cao, có khi xuống thấp tận cùng, vì họ có cảm giác rất là tồi tệ, khi cảm giác rất là vui vẻ. Nhờ cái cảm xúc của họ rộng như vậy cho nên họ viết văn hay là họ làm gì nghệ thuật hay nhạc nữa có chiều sâu, với lại họ đi tận cùng sự đau khổ, hay là tận cùng họ có thể diễn tả được tận cùng sự đau khổ hay là tận cùng của cái sự phúc lạc. Nhưng mà đối với người bình thường nhìn vào hàng ngày đó thì họ là thất thường, bà hồi buồn bà hồi vui, thì nói cái này là cái chứng rối loạn lưỡng cực. Tiếng Anh kêu là extremely low and extremely high. Mà cái nhóm người này thì họ có tài về nghệ thuật sân khấu với lại thi phú lắm, mà họ cũng có cái điểm bất hạnh là họ cũng có cái dễ bị thất chí, nhiều khi cái là cái tỷ lệ mà họ nguyên sinh tự tử đó cũng cao hơn là người bình thường nữa. Thì để xem coi thầy Cass nói gì về này ha. 2 phút chắc có lẽ vậy mà người Tây phương á, cho những người này là những người có tâm hồn đẹp, beautiful people. Nhưng mà đối với người Á Châu mình á, thì họ nói là có thể họ cho là gàn gàn, dở dở, ương ương, hay là hơi điên điên, nhưng mà họ là những người có tài. Thầy Cass, Dimitri hỏi làm thế nào chúng ta có thể đối phó với cái bệnh rối loạn cảm xúc lưỡng cực. Bệnh đó không có thật, có phải dùng kẽm thôi không? Bệnh đó không có hiện hữu. Cảm xúc lưỡng cực trong nhiều khía cạnh đó là sự chia tách cảm xúc ra làm hai. Có nghĩa là khi ta không xử lý nổi các trạng thái cảm xúc khác nhau thì ta phân chia nó ra từng phần hoặc tách nó ra một bên. Đó là những người mà chúng ta gọi là những người đẹp nhưng có tính cách thất thường. Như đã từ lâu họ có ẩn giấu một cái hồn vía nào khác bên trong họ vậy, và nó sẽ xuất hiện trong khi tuổi già. Mà bạn gọi trạng thái đó là tâm thần phân liệt. Chứng rối loạn lưỡng cực này là một trạng thái thể lý của con người mà tại một cái thời điểm nào đó sẽ muốn đẩy tách
cảm xúc ra hai bên đối cực để có thể chịu được. Ví dụ như là phụ nữ thì đa nhiệm đa tác, tức là làm được nhiều thứ cùng một lúc, còn đàn ông thì mỗi thứ một lúc thôi. Nói chung là thế. Và để con người có thể chịu đựng được tất cả cảm xúc thì chúng ta phải tạo ra nhiều ngõ ngách của tâm hồn, và khi làm vậy thì họ bảo là bị rối loạn cảm xúc. Thật ra thì chỉ là chúng ta không tạo được năng lượng cân bằng ở linh hồn, cho nên ở phần thể lý mới có sự chia tách cảm xúc. Vậy thì hãy dùng đại khái là 80% kẽm oxit và 20% CO2 trong một thời gian dài, mỗi sáng, trưa và tối, từ 3 cho đến 6 tháng thì sẽ thấy kết quả. Do nhờ cái công dụng chuyển hóa cảm xúc, sáp nhập được các mảng cảm xúc với nhau, cũng như là sáp nhập đồng lượng nhiều cái thao tác ở mức linh hồn vậy. Tôi đã thấy rất nhiều người mà ta gọi là rối loạn lưỡng cực đó, thật ra là những người tâm hồn đẹp nhưng đã giấu sự rối loạn ở bên trong, và nó sẽ hiện ra ở tuổi từ 50 đến 60 trở lên. Có rất nhiều người đa tác, đa đoan, đặc biệt là phụ nữ. Chúng ta thấy tình trạng gọi là tâm thần phân liệt, hoặc là như có hai hồn phách khác nhau, thường là xuất hiện ở độ tuổi 40 cho đến 50. Bởi vì khi cảm xúc quá ngổn ngang, không quán xuyến nổi, thì họ bắt đầu có sự dị biệt, biểu hiện cảm xúc hưng trầm và biến chuyển cực đoan, mà chúng ta thấy chủ yếu là ở phụ nữ. À, clip này ngắn thôi, chỉ có vậy thôi. Trong đây thì thấy thầy Cass có nói là dùng đến cái gan, cái nước gan kẽm oxit với lại CO2. Thì ở đây không có nêu lên cái liều lượng rõ ràng. Cảm ơn tình đã nghe và để ý điều này, và nói là, và cũng đoán rằng dự định là có thể là 30 ml của cái nước gan mà tỷ lệ, thật là cùng một loại gan mình làm cái loại gan mà ra kẽm oxit, phần nhiều là kẽm oxit, 80 kẽm oxit với lại 20% CO2 đó. Dùng cái loại nước đó 30ml vào buổi sáng, buổi chiều và ngay trước khi đi ngủ. Trong đây thầy Cass nói là day, morning and night. Thầy Cass, thầy Mary đoán là thầy Cass nói nhầm, ý thầy Cass muốn nói là morning, lunch and night, tức là sáng, trưa, chiều, 3 lần, mỗi lần 30ml. Và Mary xem qua mấy cái clip khác nữa đó, với lại bác sĩ Rodrigo á, hay có điều trị, hay có dùng cái, nếu mà dùng zinc oxide không đó, thì thường thường hay dùng cái liều lượng gấp đôi vào buổi tối trước khi ngủ, thì đó cũng là một cách khác. À, cái này là chỉ là dự đoán theo cái trực giác của người dịch với lại những người, với lại bác sĩ Rodrigo, với lại anh Thịnh bỏ vào đây. Hay là các bạn có thể điều chỉnh chút xíu hay theo cảm giác của mình mà đi theo liều lượng. Nhưng mà cái chuẩn mà thầy khác thường dùng là thường là 30ml sáng, trưa và tối. Như đây một lần nữa cho các bạn thấy trong cái website Việt Nam ha. Anh nằm ở đây, nếu mà sau này nhiều bài dàn bài không biết về tìm đâu hơi khó thì có thể vào tặng website để dễ tìm hơn. Rối loạn lưỡng cực, tâm thần phân liệt, là người đẹp, người tâm hồn đẹp. Chỉ có vậy thôi, không biết người Việt mình có bị cái này nhiều hay không. Người Tây Phương thấy cũng có nhiều lắm. Anh quen chỉ có một người cái đấy. Nhân tài đó, đó là những người có nhân tài. Nhân tài đó là người đẹp đó nha. Người nào tự nhận đây là, là người đẹp đó nha. 2-3 năm về trước em nghe đang quảng cáo trong TV nhiều lắm về thuốc này, em hiếu kỳ bài phu là gì, em bấm vô cái bạn quảng cáo bên nói gì, em đọc cái đó này. Trời ơi, vậy nó đang nói gì mà giống mình quá. Vậy tự nhận là mình là người đẹp rồi, mình người có tài rồi phải không? Người đẹp điên đi. cái thuốc mà họ xài cho cái này á, hình như là Zoloft ha. Em cũng quảng cáo nhiều lắm, quảng cáo trên mạng hoài, em cũng nghe hoài mà em cũng không biết là gì, nên lúc đó em cũng hiếu kỳ nên em bấm coi nó ý nghĩa nó là gì, là để hiểu biết thêm mới biết nó là gì.
là người đó có cảm xúc rất là rộng với lại very sensitive, tức là nhạy cảm lắm. Người đó nó bao họ vui, thật là vui, bao họ buồn rồi mà dễ nhạy cảm. Và thành ra họ, nếu mà họ làm actor đó, họ làm tài tử đóng phim hay là làm kịch sĩ hay là họ ca nhạc đó, họ có thể thấu cảm được cái nốt nhạc, cái ý của tác giả, cái cảm xúc của tác giả rất là nhạy. Và họ dễ nhập vai lắm. Nhưng mà ở gần họ thì phải nói chuyện khéo. Tại mình nói thường thường mình nói không khéo, họ tưởng là họ dễ hơn giỏi lắm. Mà cũng dễ tha thứ lắm. Đó là cái điểm mà đặc biệt của người đó. Tại vì khi mà mình đối xử con người với con người của mình, tại vì mình có nhiều khi mình ăn nó cũng đi về một cái cực khác. Rồi nếu mà mình ăn đúng, nó không có mấy cái quá chất nhiều thì nó con người mình nó tự nhiên hơn. Còn nếu mình ăn quá chất nhiều thì cái đầu mình nó phát ra những cái tâm hồn khác nữa. Rồi mình ăn lẫn lộn như đường, như thịt, như cá, như ấy, lẫn lộn với nhau. Rồi xong mình cái gì cũng ăn được hết, rồi cái gì cũng bỏ vô miệng hết, thì nó phát tung ra nhiều cái mình không có kiểm soát được cái tâm hồn của mình. Sẵn đây ra làm cái clip về những người mà bị rối loạn lưỡng cực nè, hay là bipolar này, tự nhiên Mary nhớ đến Thanh Nga. Cô Thanh Nga là một cái nghệ sĩ cải lương rất tài sắc. Nhưng mà ba của Mary cũng có dịp gặp Thanh Nga, cũng Thanh Nga dễ hờn giận lắm. Tính tình rất là dễ hờn giận. Là cũng là một cái nhân tài. Nhân tài mà tại vì nhân tài thì nó rất nhạy cảm. Nhạy cảm thôi, nó phải tới cái giai đoạn đó mình cũng hiểu biết cho người ta. Nhưng mà mình, tại vì bây giờ, nhất là bây giờ mình ăn nhiều cái hóa học quá đi, cái đồ ăn gì nó cũng có nhiều hóa học, chứ thuốc, nhưng mà nó làm cho mình phân chia cái tư tán hết. Rồi xong rồi mình ra ngoài mình lái xe, rồi mình không có kiểm soát được cái tâm lý của mình nữa. Bởi vì rồi có nhiều người lại uống thuốc nữa, rồi xong lại bị lo lắng về tiền bạc, ăn tiền bạc, rồi xong rồi nhà cửa ở, rồi mấy cái đó nó phân tán nhiều quá đi, nó không có được bình an. Bởi vì mình kiếm được cái chữ, hai chữ bình an không phải là dễ. Ok, vậy xin còn ai muốn chia sẻ, anh chị muốn chia sẻ, quý vị có gì mà trong lòng muốn chia sẻ không? Hôm nay cũng thú vị anh Quê. Yeah. Bây giờ cho nói cho một tin vui nha. Thì ở bên Khải Ác To chấp nhận tôi thuyết trình mà bao nhiêu tôi muốn. Còn bên tiếng Pháp á, họ cho mỗi tuần cho tôi 15 phút. Tại vì họ thấy được là cái mà tôi giải thích đó rất là thích hợp. Tại vì nếu là tôi nói thẳng nghe, ông Cash á, ông dạy một cái level rất cao, nghĩa là cái từ cái người biết không biết gì lên tới đó ổng á thì người ta lên không nổi, tại vì đó là một bức tường quá cao. Thì tôi đã phân tích ra, tôi chia làm nhiều level khác nhau, nhiều cái step khác nhau, thì khi mà họ đi từ step nhỏ họ lên tới được, họ rất thích. Đó là cái cách dạy của tôi, là tôi vậy là ông Cash với ông nói chữ totality, người ta không biết là cái gì. Như tiêu chí cái totality đó ra 3-4 step thì họ nói phải có cái này, có cái kia sẽ lên tới totality, thì họ rất là thích. Đó là những cái mà... Chúc mừng bác. Rồi, họ thắc mắc tại sao tôi lại tìm tới cái Francophone này nhé, tiếng Pháp và tiếng Anh. Tôi nói thiệt, cái mà tôi muốn là tôi học được của người ta thì bây giờ tôi trả lại. Thì họ cũng vui mừng, họ chấp nhận một cách vui vẻ. Mình có cái gì tốt thì mình chia sẻ với nhau. Còn cái mình đang xây dựng mà một lớp rồi một thế hệ nữa, rồi một thế hệ nữa, chứ không phải thầy Cash. Thì thầy Cash có nói mà cái kiến thức của thầy Cash
có nhiều người sẽ hiểu ngay bây giờ, sẽ có nhiều người sẽ hiểu một năm sau, có nhiều người một năm, 100 năm sau nữa, chứ không phải là trời ơi. Có bộ nhiều người phải mấy kiếp đó. Năm sau thấy ớn quá. Có nhiều người phải mấy kiếp đó. Dạ, thì nó mình biết được, thì mình biết được sớm từng nào mình chia sẻ với nhau, thì mỗi người nó có một cái giai đoạn riêng, có đường đi, cái đường đi của họ nó được thanh thản hơn. Ok ha, giờ thôi bây giờ mình sẽ chấm dứt ở đây. Cảm ơn tất cả, cảm ơn Thành, cảm ơn Bất Chính, cảm ơn chị Mary, cảm ơn quý vị đã join, đã vô họp trong cái buổi hội thảo này. Đây là cũng là ngày 40, cũng chúng tôi cũng cảm ơn sự chia sẻ của các quý vị, mà cũng là chia sẻ những người đã download mấy cái clip này, chúng tôi cảm ơn rất nhiều. Mary hơi có cảm giác rằng nếu mà plasma mà đi lên cái level cao quá, nó đi vào cái tâm linh nhiều, chắc truyền đạt hơi khó, chắc không còn gì dạy. Không, tại vì cái căn bản mà bữa nay mà anh chị biết nó như thế nào, mình sẽ cắt nghĩa nhiều hơn, tại vì đi về khoa học, đi về nông nghiệp, đi về space, đi về spaceship nữa, nhất là mấy em nhỏ. Nếu mà phụ huynh nào có em nhỏ thì khuyến khích để join test hay là tiếng Việt mình chia sẻ với nhau, tại vì mấy cái này mấy em hiểu rất là dễ, tại vì đầu óc của mấy em nó còn non á, nó trong sạch, còn trong sạch đó, trong sáng, trong sáng, với nó không có bị mấy cái vật lý cũ đã ô nhiễm, không bị ô nhiễm bởi những cái tư tưởng cũ đó. Tư tưởng cũ với nó đi học, nhưng mà nó chưa có đi học sâu sắc qua để nhưng mà khi mà nó mấy em mà biết được mấy cái căn bản này á, bắt đầu nó suy nghĩ nó làm. Với mấy người làm games á, bây giờ mình khuyến khích những người, tại vì người Việt của mình làm software cũng nhiều lắm về computer, nếu mà làm được mấy cái game cho mấy em chơi, mà làm mấy cái game mà nó có cái class mà trong đó suy nghĩ đấy, nó còn hơn là nó cái game mà nó bắn lộn với nhau, nó súng đạn nó không có gì hết, chỉ bắn biết bắn thôi. Nhưng mà nếu mà biết về class mà nó biến này biến dạng này biến dạng nọ, thì đầu óc của em, các em hay là cái người lớn của mình nó phát triển nhiều hơn, mình phát triển nhiều hơn thì nó hòa bình nhiều hơn. Đó là cái niềm hy vọng, cái ước nguyện. Cái nó đi theo cái higher strength, tiếng Anh kêu là higher strength, cái tầng lớp cao á, để mình học thêm nữa. Thôi bây giờ mình sẽ chấm dứt ở đây, rồi gặp lại trong Zoom với chị Mary ha. Xin cảm ơn tất cả, chúc được vui vẻ và hạnh phúc. Bye bye tất cả. Bye bye. Bye bye. Bye.